đi thiên tiên giới rút lui đây là chuẩn bị từ bỏ thiên tề giới tiết tấu a thế cục như vậy nghiêm trọng minh địch cùng sở hữu minh vương nội tâm yên tĩnh lại bọn hắn đều không hiểu rõ minh đế đến cùng ở đâu hắn đang làm gì vì sao không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền xuống vì sao còn không hiện thân minh đế mỗi lần chuyển thế đi nơi nào bất kỳ người nào cũng không biết bao quát minh cổ chỉ là minh giới bên trong minh đế châu phát sáng lên cái này cho thấy minh đế cũng nhanh xuất thế nhưng mà Minh đế trâu sáng lên rất lâu, đều thời gian dài như vậy đi qua, thiên linh giới, thiên cương giới, thiên vũ giới đã bị nhân tộc công hãm, thiên tượng giới cùng thiên tể giới đều có thể khó giữ được, Minh đế vẫn còn không có xuất hiện. Thanh đế thượng vị, nhân tộc thế như trẻ tre, chiến khí như hồng, như thế thời khắc Minh đế như còn không xuất thế, sợ là ngoại trừ Minh giới cái kia giới diện, sở hữu giới diện đều sẽ khó giữ được. Giang giật còn ở bên ngoài huyết tinh đồ sát, Minh địch cắn răng, lần nữa phái ra mấy trăm vạn minh tộc quân đội đi kéo giải Giang Giật. Đồng thời truyền lời cho Giang Giật để hắn ngừng giết chóc, nửa tháng sau tự nhiên trả lại thiên phượng đại đế, nếu không thiên phượng đại đế hẳn phải chết. Lần này kia mấy trăm vạn quân đội, không có đần độn đi vây công Giang Giật, chia mấy chục con quân đội, tại Giang Giật tứ phía tám mới bay đi, hy vọng hấp dẫn Giang Giật truy sát. Nào biết, Giang Giật hoàn toàn không để ý tới những quân đội kia, tiếp tục tàn sát phụ cận bí cảnh bên trong minh tộc, đối với Minh Địch lời nói hoàn toàn không để ý tới chỉ nói là một ngày không thả Thiên Phượng Đại Đế một liền sẽ không ngừng giết chóc ba ngày thời gian vừa đến Thiên Tượng Giới bên kia Đại Chiến mở màn kéo ra ba cái Đại Quân phân biệt tiến công Thiên Tượng Giới trung quanh Tam Đại Bí Cảnh Thanh Đế duy nhất xuất tỷ lệ Tam Hoàng thân Phó Thiên Tượng Giới bên ngoài uy hiếp Thiên Tượng Giới bên trong cường giả chỉ cần Minh cổ dám ra đây Thanh Đế liền không tiếc một trận chiến Minh cổ không dám ra đến thiên tượng giới bên trong có cường đại cấm chế, có hồng mông cương khí là trời vậy mà cấm chế phòng ngự, hắn tử thủ thiên tượng giới hội càng có lợi hơn một chút. Mà lại, hắn bây giờ không có nắm chắc cùng thanh đế một trận chiến, như hắn bị thanh đế chém giết, minh đế lại không xuất thế, minh tộc sẽ rắn mất đầu, hoàn toàn đại loạn. Thiên tượng giới ngoại tam đại bí cảnh, đều đồn chú mấy ngàn vạn minh tộc đại quân, đều có hai ba tên phong đế cấp minh vương tỏa chấn. Ba cái đại quân tấn công mạnh ba cái bí cảnh, song phương đều là đại quân tinh nhuệ, minh tộc tinh nhuệ nhất quân đội đều triệu tập đến đây. Sở dĩ chiến đấu phi thường thảm liệt, song phương tử thương vô số, tam đại bí cảnh biến thành say thịt tràng. Bất quá, rất rõ ràng, nhân tộc bên này chiếm cứ ưu thế. Thanh đế uy hiếp thiên tượng giới, viện quân chậm chạp không có đến, tam đại bí cảnh bên trong quân đội biến thành một mình, chiến ý sĩ khí đê mê. Trái lại nhân tộc bên này, toàn bộ sĩ khí như hồng, tăng thêm học tập cửu dương quân truyền xuống hợp kích chiến trận, chiến lược phổ biến tăng lên. Chỉ là một ngày thời gian, ba cái nhân tộc quân đội đồng thời chiếm cứ thượng phong, tiêu diệt tất cả minh tộc chỉ là vấn đề thời gian. Không sai biệt lắm a à. thiên tề giới bên này giang giật, xem chừng thiên tượng giới bên kia đại chiến đã không sai biệt lắm đánh, hắn dứt khoát quyết định hành động. Hắn đầu tiên là khống chế thiên đình bắt đầu khắp thế giới truy sát, những cái kia ở bên ngoài du tẩu minh tộc đại quân. Sau đó tìm tới cơ hội tới gần thiên tề giới, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai đâm xuyên đi vào, khống chế thiên đình thẳng phi thiên đủ thành. Ách, minh địch các loại chờ một đám cường giả dò xét đến một tòa thành chỉ hướng thiên tề giới gào thét mà đến, toàn bộ có chút mộng. Giang giật đây là không theo lẽ thường ra bài A, không phải đã nói 10 ngày ước hẹn sao lúc này mới mấy ngày làm sao lại giết vào thiên tề giới. Hưu, minh địch một tay bắt lấy thiên phượng đại đế, bắn ra, bạo hống, giang giật, người không muốn hắn chết, lập tức lăn ra thiên tề giới. Ha 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 ha, giang giật hư ảnh tại thiên đình phía trên ngưng hiện, hắn cười to lên, đã ta tới thiên tề giới, Người còn tưởng rằng ta hội đơn giản thối lui. Người giết đi, giết một cái phượng tự, ta để thiên tề giới mấy ngàn vạn minh tộc quân đội, phải ước minh tộc con dân chôn cùng hắn. Chương 2026, tàn sát, Thiên Phượng Đại Đế rất thảm, toàn thân đã máu thịt be bét, hiển nhiên không ít bị ngược đãi. Trên người hắn còn có hắc khí vần quanh, thân thể hẳn là bị ma hóa bộ phận, giống như không phải Giang Giật đoán chừng đã sớm biến thành minh nô. Nghe được Giang Giật thanh âm, thiên phượng đại đế đang nhắm mắt có chút mở ra một tia, hắn cùng giang giật liếc nhau một cái, sau đó giận tím mặt gào thét, giang giật, uổng ta đối với người một mảnh trung tâm, người thế mà không để ý sống chết của ta coi như ta mắt bị mù. Ha ha ha, đối với thiên phượng đại đế phản ứng giang giật phi thường hài lòng, hắn cười ha hả nói, phượng tự, người yên tâm đi, người yêu tộc ta sẽ giúp người tiếp quản, ta cũng sẽ đổ thiên tể giới sở hữu yêu tộc thay ngươi chôn cùng. Ông, giang giật sau khi nói xong, thiên đình quang mang lấp lánh, một cái toàn thân đen nhánh cự thú xuất hiện hắn đối thử thiết thú hạ lệnh công kích chỉ cần là minh tộc đều chém giết bên nào nhiều người trước hết giết bên nào bò o à, bò o à. thử thiết thú ngao ngao kêu to liền xông ra ngoài nó cũng không ngốc cũng không có đi hướng minh địch bên kia phóng đi mà là hướng về sau mặt minh tộc đại bộ đội phóng đi minh địch là phong đế cấp đối với nó có uy hiếp ong 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 thiên đình quang mang lấp lánh không ngớt từng khỏa thụ yêu bị truyền tống ra ngoài còn có đếm không hết phong trùng những cái kia phong trùng nhận được tiểu thú mệnh lệnh chỉ công kích minh tộc dù sao nơi này khắp nơi đều là minh tộc phong trùng tùy ý hướng bên nào công kích đều được giang giật kế hoãn binh để minh địch thất sách hắn nguyên bản chuẩn bị cầm thiên phượng đại đế cùng giang giật bàn điều kiện kém nhất đem thiên phượng đại đế đem thả để giang giật rời đi thiên tề giới phụ cận lại không nghĩ rằng giang giật bản ý là vì tàn sát thiên tề giới hắn thậm chí liền hoàng tộc đều không có chuyển di ra ngoài chỉ là truyền đi một chút tinh anh nhất hoàng tộc con em rời đi xem giang giật dáng vẻ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thiên phượng đại đế chết sống, mà lại. Xem tình huống thiên phượng đại đế chết rồi, giang giật còn có thể tiếp quản yêu tộc. Minh địch nội tâm trầm xuống, trong tay hắn quang mang lấp lánh muốn đem thiên phượng đại đế cho bóp chết, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là trước giữ lại thiên phượng đại đế, ít nhất còn có thể có một đầu đường lui, nhìn xem còn có hay không có thể nói một vài điều kiện. Hưu, hắn tương thiên phượng đại đế ném cho một cái bình thường minh vương, sau đó mang theo một đám phổ thông minh vương cùng cao giai minh tướng liền xông ra ngoài, hắn giống to công kích. Giang giật đã trải qua rồi chu diệt, minh địch không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, minh cổ bên kia không có khả năng triệu tập viện quân tới, bên kia thanh đế đại quân thế nhưng là ngay tại đại chiến đâu. Giờ phút này rút lui đã muộn, coi như truyền tống có thể truyền tống đi mấy cái hắn là chuẩn bị tử thủ thiên tề giới, nhìn xem liều chết phía dưới có thể hay không đánh lui giang giật, bảo trụ thiên tề giới trong tay hắn xuất hiện một cái màu nâu trường đao, lăng không bay đi, trường đao phía trên hắc khí tựa như dịch thái nước chất tại trên thân đao lưu chuyển, trường đao thật cao vung lên, trường đao bắt đầu vô hạn dài ra biến lớn, phía trên dịch thái khí lưu xoay tròn đến nhanh hơn. Uống, minh địch hét lớn một tiếng, mang theo phong lôi chi thế, gây nên một trận không gian bạo hưởng, trường đao trùng điệp bổ vào thiên đình bên ngoài. Ông, thiên đình quang mang lóe lên, phòng bảo hộ đều không có ba động, minh địch một kích mạnh nhất cũng không để cho thiên đình có bất kỳ tổn thương hắn tại thập đại phong đế cấp minh vương bên trong chiến lược là hạng chót, thanh đế một chiêu chỉ có thể để thiên đình vòng bảo hộ có chút ba động, minh địch công kích làm sao có thể dung chuyển cấm chế. Hiu hiu hiu, còn lại mấy trăm ngụy đế cấp minh vương toàn bộ công kích, các loại lưu quang, các loại minh thuật, các loại áo nghĩa đánh vào thiên đình bên trên. Đồng dạng không thể đối thiên đình đạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là tiêu hao thiên đình năng lượng thôi. Hừ, sang giật lạnh lùng hừ một cái, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang bay đi, đối minh địch các loại chờ minh vương mạnh mẽ đâm tới mà đi thiên đình tốc độ quá nhanh minh địch đều kém xa bất quá minh địch phản ứng rất nhanh trước tiên tránh đi một chút minh vương cũng may mắn tránh đi minh địch sau lưng mấy chục tên minh vương lại không cách nào tránh đi bị thiên đình hung hăng va chạm lên thiên đình không phải thử thiết thú cũng không có như vậy cường đại va chạm lực đụng bất tử minh vương nhưng giang giật có gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng gốc cây thoáng cái cuốn lấy rất nhiều minh vương sinh mệnh chi đằng xuất hiện nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh chi lực. Đương nhiên, đại bộ phận minh vương đô có thể tránh thoát gốc cây, chỉ có hai cái minh vương bị hấp thụ sinh mệnh chi lực không cách nào phản kháng, bị giang giật kéo vào thiên đình bên trong. Ách, minh địch bọn người đối mặt, âm thầm kinh hãi, bị kéo vào thiên đình kết cục không cần nói cũng biết, chỉ có một con đường chết ra. Tiếp tục công kích, minh địch không có cách, chỉ có thể tiếp tục hiệu triệu một đám minh vương công kích. Giang giật khống chế thiên đình đều không né tránh, đối một đám minh vương gào thét mà đến, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp minh vương sau đó thả ra gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng kéo vào hai cái minh vương một lần hai cái minh vương mười lần liền là hai mươi cái thiên tề giới minh vương chỉ có hơn ba trăm tính như vậy xuống dưới không muốn nửa canh giờ ngoại trừ minh địch bên ngoài tất cả minh vương đều muốn bị giang giật kéo vào thiên đình nhưng minh địch có thể có biện pháp nào chỉ có thể nhìn từng cái minh vương biến mất trái lại thiên đình bị hắn cùng một đám minh vương liên tục không ngừng công kích thí sự không có hắn cũng biết thiên đình là cỡ nào cường đại bằng vào bọn hắn làm sao có thể phá khai. Bò, o, à, bò, o, à. bên kia thử thiết thú tứ không kiêng sợ đồ sát lấy minh tộc, thiên tề thành phụ cận minh tộc quân đội nhiều lắm, ít nhất có 4 năm ngàn vạn. Khi đó minh cổ chuẩn bị liên thủ đối kháng giang giật, sở dĩ đem thiên tề giới minh tộc quân đội đều triệu tập đến đây, mặc dù đằng sau bộ đội tinh nhuệ bị minh cổ điều đi, nhưng cái này mấy ngàn vạn quân đội cũng là thiên tề giới căn bản A. Mấy ngàn vạn minh tộc, vòng vây tại thiên tề thành phụ cận, có thể tưởng tượng phụ cận minh tộc là cỡ nào dày đặc. Càng là dày đặc thử thiết thú đồ sát càng là thuận tiện, nó mạnh mẽ đâm tới một lần, nhẹ nhóm có thể đâm chết một hai vạn minh tộc. Các loại chờ xông ra đại quân phương trận, nó lần nữa quay đầu, lại là từng mảnh nhỏ đồ sát. Còn có thụ yêu cùng phong trùng, mỗi một cái thụ yêu chiến lực đều có thể so ngụy đế cấp, trăm vạn thụ yêu liền là trăm vạn ngụy đế cấp. Minh tộc chỉ có minh vương chiến lực có thể so sánh ngụy đế cấp, một số nhỏ cao giai minh tướng chiến lược miễn cưỡng nhưng so sánh ngụy đế cấp, vấn đề là số lượng quá ít. Thủ yêu nhiều lắm, thủ yêu không có linh trí, hung hãn không sợ chết, chen chúc mà đi, kia đầy trời lá cây đều có thể bắn chết rất nhiều cấp thấp minh tộc. Phong trùng gặm ăn năng lực cũng rất biến thái, giống như luân phiên công kích lực không kém gì ngụy đế cấp. Bất quá phong trùng phòng ngự không quá mạnh, bị cao giai minh tướng công kích về sau, có thể một mảnh hội thụ thương hoặc là chết đi. Phong trùng có một cái càng biến thái địa phương, cái kia chính là vô hình vô sắc, căn bản không nhìn thấy bản thể. cường đại minh tộc mới có thể dò xét đến không gian có một chút ba động, cái này cho minh tộc áp lực trong lòng phi thường lớn. ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện phong trùng, đem bọn hắn gặm ăn đến xương cốt đều không thừa xuống. nhân gian địa ngục, minh địch phát hiện chỉ là qua gần nửa canh giờ, minh tộc đại quân thế mà bị tàn sát trăm vạn trở lên. cái này nếu để cho thử thiết thú thủ yêu phong trùng tiếp tục công kích xuống dưới cái này mấy ngàn vạn quân đội sớm muộn muốn bị tàn sát hoàn tất a. Đừng quản thiên đình, đi đem con quái thú kia giết, còn có những cái kia thụ yêu, khác không gian bên ngoài bên trong có ẩn thân tiểu côn trùng. Minh địch nghĩ nghĩ, đại hống hai tiếng hướng thử thiết thú phóng đi, còn lại Minh Vương tỉnh ngộ lại. Dù sao hôm nay là chạy không được, vậy liền ngọc thái câu phần, đem giang giật thụ yêu cùng côn trùng đều giết chết, để hắn gấp một cánh. Trường 2027, có dám một trận chiến, tốt minh địch mặc kệ bên này giang giật tinh thần đại chấn hắn một mực không có đi công kích cầm xuống thiên phượng đại đế cái kia minh vương chính là sợ cái kia minh vương đem thiên phượng đại đế cho chém giết giờ phút này minh địch không có cố kỵ bên này hắn vừa vặn cứu thiên phượng đại đế thiên đình lượn quanh một vòng hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng cầm xuống thiên phượng đại đế cái kia minh vương phụ cận đi đến nửa đường thiên đình đột nhiên chuyển hướng bắn thẳng đến cái kia minh vương thoáng cái liền đem minh vương đụng bay gốc cây xuất hiện cuốn lấy minh vương sinh mệnh chi đằng nhanh chóng hấp thụ tính mạng của hắn chi lực sau đó đem cái này minh vương cho hút vào tiến vào thiên đình tốt thiên phượng đại đế ngay tại cái này minh vương không gian thần khí bên trong giang giật nội tâm đại định lợi dụng sinh mệnh chi đằng đem cái này minh vương tươi sống giết chết hắn thân thể lóe lên đem cái này minh vương không gian thần khí cầm xuống tiểu mãnh để phong trùng phân tán toàn bộ bay đi minh tộc trong đại quân giang giật thần thức nhìn lướt qua phát hiện thiên phượng đại đế ở bên trong yên tĩnh ở lại hắn không có đi quản thiên phượng đại đế. Thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, vội vàng đem tiểu thú truyền tống ra ngoài, tự ghé vào thiên đình phía trên, khống chế thiên đình hướng phong trùng bên kia bay đi. Chi chi, tiểu thú kêu to không ngừng, khống chế phong trùng phân tán bay đi minh tộc đại quân nội bộ, những cái kia minh vương giống như muốn giết phong trùng, liền đem minh tộc quân đội cùng một chỗ giết đi. Còn như thử thiết thú, giang giật căn bản không rảnh để ý, minh địch vẫn không giết được thử thiết thú, bằng vào những cái kia ngụy đế cấp minh vương, chém giết không được quá nhiều thụ yêu. Vù vù, thiên đình tiếp tục bay đi, giang giật không công kích minh địch, chuyên tìm ngụy đế cấp minh vương động thủ. Hắn cũng không có truyền tống ra ngoài, an toàn đệ nhất, hắn chỉ bằng mượn gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng công kích minh vương, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đem một cái minh vương kéo vào thiên đình bên trong. Dầm dầm dầm, bên kia minh địch bắt đầu công kích thử thiết thú, to lớn trường đao hung hăng bổ vào thử thiết thú trên thân, mang theo một mảnh hỏa hoa, còn có to lớn lực phản chấn. Minh địch toàn lực một bổ, thế mà chỉ là tại thử thiết thú trên thân lưu lại một đầu nhàn nhạt vết máu. Đây là làm sao quái vật, phòng ngự làm sao như vậy cường đại? Minh địch trợn tròn mắt, hắn ngẩn ra một chút, thử thiết thú lại nổi giận, đối hắn bay vụt mà đến, hắn vội vàng giật mình tỉnh lại nhanh chóng bay khỏi, tiếp tục công kích thử thiết thú. Quả nhiên, giang giật thần thức dò xét mấy lần âm thầm gật đầu, thử thiết thú phòng ngự có thể gánh vác phổ thông phong đế cấp công kích, hắn quát lạnh âm thanh rất nhanh vang lên, gì? Sì, thiết thú, đừng quản minh địch, đi giết phổ thông quân đội. Thử thiết thú là giang giật linh thú, mặc dù nó rất nổi giận, nhưng không thể không nghe theo giang giật mệnh lệnh, không để ý tới minh địch, quay đầu nhìn về minh tộc đại quân phóng đi. Nhiệt xúc, chạy đi đâu, minh địch nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi sát thử thiết thú mà đi, chỉ là. Thử thiết thú toàn lực bôn tàu tốc độ, lại so minh địch còn nhanh một chút, minh địch chỉ có thể chờ đợi thử thiết thú phản xung tới lại xung kích. Minh địch quyết tâm muốn tiêu diệt thử thiết thú, đoạn giang giật một cái cường đại cánh tay. Thử thiết thú lực phá hoại quá lớn, tại nó vó sắt phía dưới đã bị nghiền nát mười mấy vạn minh tộc, minh địch mỗi lần công kích cũng có thể làm cho thử thiết thú thụ thương, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn còn cần cường đại minh ma tử khí đi ma hóa thử thiết thú, đáng tiếc thử thiết thú linh hồn quá mạnh, coi như có thể ma hóa cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Không có minh vương công kích thiên đình, giang giật phi thường an nhàn. Phong trùng phân tán, minh vương căn bản là không có cách đại quy mô chém giết, thụ yêu ngược lại là bị hủy diệt một chút. Bất quá giang giật cũng không thèm để ý, bởi vì thiên đình bên trong thụ yêu không chỉ trăm vạn, có hơn 150 vạn khỏa, giang giật cũng không có toàn bộ thả ra, tổn thất mấy vạn khỏa, kia là mưa bụi. Thiên đình mỗi một lần bay ra ngoài, đều có một cái minh vương biến mất, như thế lặp đi lặp lại. Thiên đình tốc độ rất nhanh, một lần lại một lần bay ra ngoài, minh vương từng cái giảm bớt. Nửa canh giờ, minh vương biến mất hơn phân nửa, còn lại không đến 50 cái, bên kia thử thiết thú vết thương trồng chất, thụ yêu bị hủy diệt mấy vạn gốc, phong trùng bị chém giết mấy chục vạn. Nhưng là, minh tộc đại quân đã bị tàn sát 6-700 vạn, số lượng này còn tại kéo dài gia tăng. Minh địch cùng còn lại minh vương đã tuyệt vọng, để minh tộc đại quân bốn phía bỏ trốn, không còn không có ý nghĩa phản kích. Chết, 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 minh địch dáng dấp rất xuất khí, giống như không phải trên người có minh khí, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái phi thường có mị lực nam tử giờ phút này hắn phong thái bởi vì hắn giữ tợn mặt trở nên thất sắc không ít thử thiết thú bởi vì thụ thương tốc độ trở nên chậm bị hắn đuổi theo đánh phần lưng đã đã nứt ra một đầu to lớn vết máu minh địch con mắt có chút nổi lên hồng quang trơ mắt nhìn xem thử thiết thú chu diệt bọn hắn mấy trăm vạn con dân hắn hận không thể đem thử thiết thú chặt thành mấy vạn nhanh c thiết thú trở về giang giật đột nhiên hét lớn một tiếng thử thiết hóa thú làm một đạo màu đen lưu quang hướng thiên đình bay đi sau đó tại Minh Địch nổi giận, ánh mắt dưới biến mất tại Thiên Đình bên trong. A a a, mắt thấy là phải chém giết thử thiết thú, Giang giật lại đột nhiên đem thử thiết thú cho thu hồi đi, Minh Địch suýt chút nữa thì điên rồi, hắn điên cuồng vung lên chiến đao, đối Thiên Đình lần lượt đánh xuống, tựa như một người điên. Để hắn triệt để tuyệt vọng sự tình, tại ba nén hương sau đó phát sinh, Thiên Đình quang mang lóe lên, thử thiết thú lại xuất hiện. Thử thiết thú thương thế trên người hoàn toàn biến mất, tốc độ cũng khôi phục được cường thịnh trạng thái nó gầm thét tiếp tục hướng phía dưới phóng đi, đổ sát minh tộc đại quân. Giang giật, ra, có gan người tựu ra cùng bản vương quyết nhất tử chiến. Giang giật, người là nam nhân tựu ra đánh với ta một trận. Giang giật, cút ra đây, minh đế cuồng loạn gào thét, hắn đều chẳng muốn đuổi theo giết thử thiết thú, coi như đuổi kịp lại có thể thế nào giang giật vì thời có thể thu nhập thiên đình bên trong, sau đó đem thử thiết thú chữa trị xong. Hưu, giang giật coi thường muốn điên rồi minh địch, tiếp tục công kích minh vương, đem từng cái minh vương bắt vào đi, minh địch thì điên cuồng đuổi theo thiên đình công kích, rất nhiều lần giang giật khống chế thiên đình tránh đi, minh địch công kích đều đem một vài cấp thấp minh tộc cho sống sờ sờ đánh chết. gần nửa canh giờ trôi qua, tất cả minh vương đồ bị giang giật cho bắt vào thiên đình, hắn không có lập tức giết chết, mà là nhét vào tầng thứ hai, vây ở bên trong ảo cảnh. thiên đình tại thời khắc này cũng ngừng lại, minh địch nhìn thấy thiên đình dừng lại rốt cuộc tỉnh ngộ lại, hắn bốn phía quét qua, phát hiện không có một cái nào minh vương bốn phương tám hướng đầy khắp núi đồi đều là thi thể, thiên tề thành đã sớm biến thành một tòa phế tích, bị thử thiết thú đụng thành một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mà giật mình. Đi, đã không cách nào vãn hồi, minh địch triệt để tiếp nhận cái này thảm bại sự thật. Thiên tề giới khó giữ được, hắn lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, giang giật như một cái rùa đen không ra, hắn không có nửa điểm biện pháp, còn không bằng rời đi, miễn cho tái suốt cái gì ngoài ý muốn. Minh thần đại trận còn không có bị hủy diệt, như hủy đi hắn cũng trốn không thoát, có khả năng bị giang giật chậm rãi mài chết. Hưu, hắn hận hận nhìn thiên đình vài lần, cắn răng hướng hóa thành phế tích thiên tề thành phóng đi. Hắn bay đến hóa thành phế tích một tòa thành lâu đài phía trên, một tay vỗ đem đá vụn thổi ra, lộ ra bên trong một cái cửa đại minh thần đại trận. Ông, hắn không ngừng đánh ra minh khí, mở ra minh thần đại trận, bất quá một đạo truyền âm rất nhanh vang lên. Minh địch, người mặc kệ thiên tề giới con dân đây chính là vài ức minh tộc a minh địch thân thể run lên trợn mắt nhìn lại nhìn thấy giang giật thế mà theo thiên đình bên trong truyền tống ra đứng tại thiên đình bên ngoài đối diện hắn mỉm cười ừ minh địch đôi mắt thoáng cái quang mang vạn trượng, không bằng hắn cũng không hề động lãnh mâu nhìn xem giang giật nói người rốt cuộc dám ra đây có dám hay không đánh với ta một trận có gì không dám giang giật nhún vai đột nhiên đem thiên đình cho thu nhập thiên châu bên trong duỗi ra một ngón tay ngoác ngoác đối minh địch khiêu khích nói người muốn chiến ta liền cùng ngươi chiến tới đi Minh địch, năm đó ở địa sát giới người kém chút giết ta, thù này ta chuẩn bị cùng ngươi tính toán. Tốt, Minh địch toàn thân hưng phấn đến run rẩy lên, Giang giật dám ra đây kia là chính mình muốn chết, chỉ cần đem Giang giật tiêu diệt, cái này thiên đình liền là hắn. chương 2028, tử thần kêu gọi. Minh địch là xếp hạng 10 vị trí đầu phong đế cấp, là Minh giới trí cường giả một trong, Giang giật đã công kích thiên tệ giới, tự nhiên là không có ý định để Minh địch trốn. Hắn tại thiên đình bên trong, là giết không chết minh địch. Minh địch xem tình huống không đúng tùy thời có thể dùng đào tẩu, trừ phi hắn phá minh thần đại trận. Mà cái này minh thần đại trận giang giật lại không muốn hủy đi, sở dĩ chỉ có thể mạo hiểm xuất chiến. Nói là mạo hiểm, giang giật kỳ thật lực lượng rất đủ, chỉ ít minh địch không giết được hắn. Phòng ngự của hắn quá cường đại, còn có được nhiều như vậy thủ đoạn. Nếu như ngay cả một cái xếp hạng phía sau nhất Minh Vương đô chơi không lại, hắn còn thế nào lực kháng minh tộc? Hưu, Minh địch cấp tốc bay tới, Giang giật cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi. Muốn xử lý minh địch, vậy liền không thể lại cho hắn cơ hội đào tẩu, sở dĩ khai chiến địa điểm nhất định phải rời đi minh thần đại trận xa một chút. Giang giật không có phóng thích dung hợp huyền hoàng chi lực, chỉ là vận chuyển phổ thông huyền hoàng chi lực, sở dĩ tốc độ tự nhiên là chậm một chút, minh địch tốc độ nhanh hơn hắn gấp 10, thoáng cái tựu đuổi theo. Băng chi nguyên, Giang giật vỗ ra một đoàn băng chi nguyên, để khắp nơi không gian nhanh chóng băng phong, ngăn cản minh địch tới gần. Hắn thả ra một chút hỏa chi nguyên, chính mình nhẹ nhõm phá băng mà ra, tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn. Phanh phanh phanh, minh địch trường đao vung vẩy, phá băng mà ra, nhìn thấy giang giật thoáng cái lại bay xa, hắn có chút trần chờ. Giang giật có băng chi nguyên, hắn rất khó tới gần giang giật. Giang giật còn có hỏa chi nguyên, hắn càng là không dám tới gần, không tới gần. Làm sao đánh giết giang giật, ha 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 ha. Giang giật một bên cuồng bay, một bên quay đầu cười to nói, làm sao minh địch, người sợ sao ngươi nhiều như vậy con dân nhưng là nhìn lấy ngươi kia, đừng cho các người minh tộc mất mặt. A, à, a, à, a, à, minh địch nổi giận đại hống ba tiếng, lần nữa phi tốc đuổi theo, chờ sắp tiếp cận với, hắn trường đao vô hạn dài ra đối giang giật sau đầu hung hăng bổ tới. Băng chi nguyên, giang giật lập lại chiêu cũ, đánh ra một đoàn băng chi nguyên đem khắp nơi không gian băng phong, cũng đem cái kia thanh to lớn chiến đao đóng băng. Mặc dù minh địch lực lượng cường đại, một đường còn tại phá băng đánh xuống, nhưng tốc độ ít nhất chậm gấp mấy chục lần. Giang giật trong tay hỏa chi nguyên xuất hiện, một đường hướng phía trước cuồng bay, nhẹ nhóm lần nữa trốn. Các loại chờ minh địch phá vỡ tầng băng, hắn đã tại ngoài vạn dặm. Giang giật, có gan liền không muốn trốn, minh địch giống to điên cuồng đuổi theo, một đường gầm thét không ngừng, giang giật không nhìn thẳng hắn, tiếp tục chạy vội. Như thế lặp đi lặp lại, đang bay khỏi thiên tề thành ngàn vạn dặm về sau, minh địch dứt khoát không đi dạng này đuổi tiếp truy mấy năm cũng đuổi không kịp a à. hắn lãnh mâu quét qua giang giật nói đã không dám chiến vậy bản vương liền trở về tốt a à, người nói người như thế nào cùng một cô vợ nhỏ đồng dạng a à. giang giật bất đắc dĩ ngừng lại đứng tại chỗ nhìn qua minh địch nói được rồi ta ngay tại cái này không đi người đến giết đi hiu minh địch bay vụt mà đến nhìn thấy giang giật coi là thật không trốn hắn lập tức hưng phấn không thôi tốc độ của hắn đạt đến cực hạn trường đao phía trên khí lưu màu đen vần quanh, hung hăng đối giang giật chém bổ xuống đầu. Băng chi nguyên, giang giật thả ra một đoàn băng chi nguyên, lần này lượng tương đối lớn, đem phương viên vạn lý không gian đều cho đông kết, phía dưới còn có một số cấp thấp minh tộc toàn bộ đông kết. Giang giật phóng thích hỏa chi nguyên, lần này nhưng không có đào tẩu, mà là vây quanh minh địch bắt đầu xoay quanh. Hắn vận dụng dung hợp huyền hoàng chi lực, tốc độ thoáng cái tăng cường mấy chục lần, hắn một bên bôn tẩu một bên nhanh chóng phóng thích phong chi nguyên, từng đoàn từng đoàn vòi rồng ra giữa không trung bắt đầu xoắn nát băng cứng hướng minh địch quấn giết tới hưu sang giật tốc độ càng lúc càng nhanh một đường bay đến một đường lưu lại đếm không hết phong chi nguyên cái này khắp thiên đều là phong chi nguyên ầm um, minh địch phá băng mà ra lại trợn tròn mắt bởi vì hắn bên ngoài đều là tiểu long cuốn phong những này vòi rồng hắn biết rõ là cái gì kia là luân minh bí cảnh bên trong quỷ phong a mặc dù hắn không có đi vào qua nhưng đã từng có một cái xếp hạng năm vị trí đầu Minh Vương tiến đi, thiếu chút nữa không ra được. Giang giật, người hèn hạ vô sỉ, Minh địch phá vỡ mắng to, hắn đánh ra từng đoàn từng đoàn hắc khí, dùng trường đao bắn ra từng đạo hắc quang, ý đồ đem những cái kia vòi rồng đánh sơ xác. Chỉ là vòi rồng là phi thường đặc biệt tồn tại, đao của ngươi có thể đem phong chặt đứt còn như kia từng đoàn từng đoàn hắc khí lại bị vòi rồng nhẹ nhõm cho xoắn tản, mặc dù vòi rồng tiêu tán hai cái, nhưng bên ngoài lại có mấy ngàn đoàn vòi rồng. Lui, Minh địch lui về trong tầng băng, muốn mượn tầng băng ngăn cản thoáng cái vòi rồng, lại nghĩ biện pháp. Hắn cái này vừa lui lại làm cho Giang giật mừng rỡ, Giang giật ở ngoại vi như như cuồng phong bay qua, vây quanh Minh địch không ngừng xoay quanh, dùng tốc độ như tia chớp thả ra đếm không hết phong chi nguyên. Để phương viên 10 dặm, trăm dặm đều tràn ngập phong chi nguyên, đến lúc đó Minh địch nghĩ phá vây mà ra đều không có biện pháp. Minh địch phát hiện vấn đề, giống như hắn vẫn không rõ Giang giật ý đồ, vậy liền không xứng là minh giới xếp hạng 10 vị trí đầu trí cường giả. Hắn đôi mắt nhất chuyển, trên thân minh khí ngưng kết ra một cái thật dày tấm chắn, đem chính mình ẩn thân tại một cái màu đen trứng ngỗng trong hộ cháo, sau đó đối phía trước lao nhanh mà ra. Hắn trường đao lần này đánh ra từng đạo ánh đao màu đen, đao mang này lực công kích không tính mạnh, lại có thể đem phong chi nguyên hướng hai bên chấn khai, để hắn tốt phá vây ra ngoài. Hắn chiêu này rất có tác dụng, đao mang không ngừng đánh xuống, dẫn dắt chấn khai phong chi nguyên, hắn có thể nhẹ nhõm đâm xuyên mà ra. Mặc dù hai bên có phong chi nguyên tại công kích, nhưng hắn dùng minh khí ngưng kết thần thuẫn miễn cưỡng có thể chống cự, dù sao trong thân thể của hắn minh khí thế nhưng là minh ma tử khí, vô cùng cường đại. Muốn chạy trốn, Giang giật lãnh mâu lướt nhìn một đường chạy vội mà ra minh địch, hắn thần thức dò xét đến minh địch liều mạng quán chú minh khí vào phía ngoài thần thuẫn bên trong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. C thiết thú, hắn bạo giống một tiếng, nơi xa một đạo màu đen dòng lũ nổ bắn ra mà đến, Giang giật chính mình né qua một bên, thử thiết thú cuồng bạo hướng bên trong phóng đi, trực tiếp minh địch. a, à, minh địch ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, giờ phút này hắn chính hướng ra phía ngoài sông, hai bên đều là đếm không hết phong chi nguyên, minh khí ngưng kết thần thuẫn tiêu hao quá tốt đẹp lớn, tùy thời đều có thể vỡ tan. Hết lần này tới lần khác giờ phút này thử thiết thú vào tới cái này cho nó va chạm lên, hắn minh khí thần thuẫn lập tức hội bạo liệt. Không có minh khí thần thuẫn, hắn thân thể bị nện đi phong chi nguyên bên trong, kết cục có thể nghĩ. Tránh, vấn đề là hai bên đều là phong chi nguyên, hắn đi bên kia tránh hắn cắn răng chỉ có thể vung vẩy cái kia thanh trường đao, thả ra công kích mạnh nhất đối thử thiết thú hung hăng đánh xuống. Keng keng keng, thử thiết thú phòng ngựa nghịch thiên, trước đó tự không e ngại phong chi nguyên, giờ phút này cùng bạo vào tới cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, đem phong chi nguyên đè ép đi hai bên, nó ngạo nghễ không sợ đối với minh địch đánh tới. Oanh, Minh địch một đao bổ vào thử thiết thú trên thân, thử thiết thú bị đập bay ra ngoài. Nhưng cường đại xung kích cũng làm cho minh địch bay rất ra ngoài. Bay rất ra ngoài không tính sự tình. Vấn đề ở chỗ minh địch bên người đều là phong chi nguyên. Minh địch bị cường đại xung lực đâm đến tìm không thấy nam bắc, toàn thân khí huyết quay cuồng, thể lực minh khí thoáng cái tự loạn. Loạn kết cục tự nhiên là minh khí thần thuẫn vỡ tan, tiếp lấy toàn thân hắn bị phong chi nguyên xoắn kích. Không thể không nói, minh địch nhục thân phòng ngự cũng rất tốt dù sao cũng là phong đế cấp cường giả. Không bằng hắn thân thể này vẫn là gánh không được phong chi nguyên, thân thể bỗng chốc bị xoắn đến máu thịt bè bét, tại hắn ổn định thân thể của mình một lần nữa ngưng kết minh khí thần thuẫn lúc, hắn đã mình đầy thương tích, toàn thân không có một khối thịt ngon. Bò, o, à, bò, o, à, thử thiết thú nổi giận lần nữa đánh thẳng tới, nhìn qua cặp kia con người băng lãnh, nghe kia chấn thiên tiếng giống, minh địch tựa hổ nghe đến tử thần kêu gọi. Trường 2029, Minh Nô Minh địch xong, Giang giật vận dụng băng chi nguyên, hỏa chi nguyên, phong chi nguyên, thử thiết thú, dung hợp huyền hoàng chi lực, nhiều như vậy thần thông, không muốn xong đều không được. Dù sao Minh địch chỉ là bình thường nhất phong đế cấp, năm đó Linh Dương thượng nhân Giang giật cũng có thể làm chết, giống như một cái Minh địch đều chơi không chết, đi luân Minh bí cảnh mạo hiểm cũng quá không đáng giá. Bất quá Giang giật cũng không có đem Minh địch cho làm chết, mà là lợi dụng sinh mệnh chi đằng đem trọng thương Minh địch sinh mệnh chi lực hấp thu hơn phân nửa, để hắn triệt để thoi thóp, sau đó hút vào ở trong thiên đình. Sau đó sự tình cũng không có cái gì huyền nhiệm, đã chuẩn bị huyết tẩy thiên tề giới, giang giật đương nhiên sẽ không nương tay, minh vương toàn bộ bị bắt rồi, còn lại cao dai minh tướng không đủ gây sợ. Hắn để tiểu thú cho vài ức phong trùng ra lệnh, hướng tứ phía tám mới bay đi, gặp minh tộc tự gặm ăn. Thủ yêu hắn ngược lại là không có phái đi ra, dù sao quá xa sợ không khống chế được. Phong trùng ngược lại là không quan trọng, dù sao tùy ý bọn chúng tại thiên tề giới càn quấy thiên tề giới rất lớn giống như khống chế thiên đình phi hành ngược lại là nhiều nhất mấy ngày liền có thể vượt ngang nhưng muốn từng cái đem bên trong minh tộc tiêu diệt toàn bộ cần thời gian cũng đã lâu giang giật không muốn để ý tới dù sao đem vài ức phong trùng thả ra cái này thiên tề giới vận mệnh đã chú định phong trùng coi như không có tiểu thú mệnh lệnh gặp được có sinh mệnh vật thể sẽ tự động công kích thiên tề giới minh vương toàn bộ bị cầm xuống kết cục không cần nói cũng biết Si Hồng Đại Nhân, Giang giật lấy ra thiên đình tự lơ lửng tại thiên tề thành phía trên, hắn truyền âm cho Si Hồng, để hắn cưỡng ép đối những cái kia minh vương siêu hồn dò xét tình huống. Dò xét kết quả ra, cùng Giang giật phỏng đoán không sai biệt lắm. Thanh đế bên kia đã tiến công một ngày, cụ thể thế cục không biết, bất quá khẳng định tại rất khốc liệt. Minh cổ điều tập vài ước minh tộc đại quân, tử thủ thiên tượng giới cùng tam đại bí cảnh, coi như có thể đánh hạ thiên tượng giới, nhân tộc cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Làm sao, Si Hồng nhìn thấy Giang Giật trầm mặc không nói, truyền âm nói, người muốn giúp Thanh Đế liên hợp lại đánh xuống thiên tượng giới. Không phải giúp Thanh Đế, Giang Giật khe khẽ thở dài nói ra, là giúp nhân tộc liên quân, ta cùng Thanh Đế có thủ, kia là ân oán cá nhân. 9.000 vạn nhân tộc đại quân, kia là nhân tộc tinh nhuệ, một khi tử thương quá nhiều, nhân tộc coi như thắng, ý nghĩa cũng không lớn. Giang Giật dừng một chút, lần nữa nói ra, minh tộc người cũng biết, chỉ cần Minh Nguyên không hủy đi, minh tộc có thể liên tục không ngừng sinh ra minh tộc, vừa sinh ra cấp thấp nhất minh tộc liền có thể so nhân tộc thần tướng thần vương, tùy ý thôn phệ tu luyện một phen, đột phá minh đem vậy liền nhưng so sánh phong hào chiến thần phong vương cấp, minh tộc chiến sĩ chết lại nhiều đều vô sự, nhân tộc lại không thể dạng này tiêu hao a. À. Si Hồng trầm mặc một lát sau truyền âm nói, ngươi chuẩn bị đi thiên tượng giới kia rất nguy hiểm a. À. Giang giật lưu lại minh thần đại trận, bản ý là muốn truyền đưa bang chiến ý tứ. Truyền tống tự nhiên không thể ngồi thiên đình truyền tống, mà là bản thân truyền tống đi qua. Giống như bên kia đã sớm chuẩn bị, Minh Cổ mang theo một đám Minh Vương phóng thích nhất cường đại công kích, Giang giật trong nháy mắt sẽ bị oanh sát. Ta không định đi thiên tượng giới. Giang giật khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, u u nói ra, ta chuẩn bị đi thiên tiên giới, đi thiên ma giới, thậm chí. Đi minh giới, ách si hồng có chút trần chờ một chút, rất nhanh thuật lại khen, ý kiến hay. Vây ngụy cứu triệu, Giang giật ý tứ si hồng đã hiểu, mình giới đại quân cùng cường giả đều tụ tập tại thiên tượng giới, còn lại giới diện phòng bị trống rỗng, Giang giật một người đi qua nhẹ nhóm quét ngang. Không nói diệt một cái giới diện sở hữu minh tộc đi, tại các đại giới diện bên trong đại náo thoáng cái, để minh tộc hậu phương bất ổn, minh cổ tâm không chiến ý, thanh đế bên kia đại chiến tự nhiên có thể đại thắng. Muốn giúp chiến, không phải đơn giản như vậy liền giúp, Giang giật không có ý định đần độn truyền tống đi thiên tiên giới, thiên ma giới, vạn nhất bên kia có mai phục đâu, hắn cũng không phải một người, thiên đình bên trong có một đám người, hắn như chết một lần toàn bộ đều phải chết, thiên yêu giới người cũng khó giữ được. Giang giật trầm ngâm một lát, thân thể lóe lên ra một cái thiền điện bên trong, cái này thiền điện giam giữ một người, một cái phong đế cấp minh vương. Minh địch toàn thân đều bị gốc cây trói buộc, sinh mệnh chi đằng cũng cuốn lấy hắn, giờ phút này minh địch toàn thân ra thịt đều lõm xuống dưới, mặt mũi nhăn nheo, một đầu màu nâu tóc trở nên trắng bệch, trên thân đều là tuổi xế chiều chi khí, đẫm máu, vô cùng thê thảm. Giang giật, nhìn thấy giang giật truyền tống tới, minh địch mở to mắt cuồng loạn giống giật, bất quá thanh âm đã không có chung khí, trở nên khàn khàn trầm thấp. Đừng kích động, giang giật cười nhạt một tiếng, nói, nếu không ngươi chờ chút liền kêu khí lực cũng không có. Ông, không gian run run, giang giật truyền tống hàng vạn con phong trùng tới, thôn thiên thú xuất hiện, khống chế phong trùng chui vào gốc cây ở giữa khe hở, bò đầy minh địch toàn thân. Giang giật, người muốn làm gì người muốn làm gì minh địch phát hiện toàn thân đều bị côn trùng bò đầy lập tức hoảng sợ gầm thét chi chi giang giật không nói gì thờ ơ lạnh nhạt tiểu thú kêu một tiếng phong trùng bắt đầu gặm cắn mà lại không gặm xương cốt chỉ gặm da thịt tốc độ còn thả chậm từng điểm từng điểm gặm ăn a à, minh địch hét thảm lên rất nhanh hắn phát hiện càng hoảng sợ sự tình phát sinh hắn thần hạch gân mạch đều bị gặm nát nói một cách khác hắn tu vi bị phế cũng như ngày đó linh dương thượng nhân coi như hắn cảm ngộ áo nghĩa, nắm giữ minh thuật vẫn còn, nhưng không có thần hạch, không có minh khí hắn đem cũng không còn cách nào phóng thích cường đại công kích. Giang giật, giết ta, giết ta, minh địch bị vạn trùng gặm cắn, tăng thêm tu vi bị phế, hắn đã triệt để tuyệt vọng, giờ phút này chỉ cầu chết một lần. Chi chi, tiểu thú vừa gọi, phong trùng lui ra, giang giật lấy ra thần thụ diệp cho minh địch chữa thương, còn phản quán chú sinh mệnh chi lực cho hắn. Minh địch theo địa ngục đến thiên đường, loại tư vị này để hắn cả đời khó quên không bằng hắn thương thế vừa mới khôi phục, giang giật thân thể lui ra phía sau, sau đó phong trùng bay vào, lại một lần nữa bắt đầu gặm cắn. Thảm tuyệt luân hoàn, cái này chỉ sợ là trên thế giới kinh khủng nhất hình pháp, vạn trùng gặm cắn cái này tâm tính thường đại người đều có thể chịu nổi. Nhưng đằng sau được chữa trị đoạn thời gian kia, ngược lại là nhất làm cho người dễ dàng sụp đổ, theo địa ngục đến thiên đường, tiếp theo tại đi địa ngục, như thế lặp đi lặp lại, liền xem như tâm tính lại cường đại người, cũng sẽ sụp đổ, Giang giật một mực thờ ơ lạnh nhạt, tâm ngoan như sắt, đối đãi địch nhân hắn chưa từng hiểu ý từ nương tay. Hắn cùng thanh đế nói qua, hắn không phải cửu dương thiên đế, không có cửu dương thiên đế lòng dạ từ bi lòng dạ, những năm này tao ngộ sự tình để trong lòng hắn một điểm từ niệm đã sớm từng điểm từng điểm xé nát. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, Giang giật lại một lần nữa chữa trị xong về sau, nhìn qua minh địch thanh bằng tính khí nói ra, nói cho ngươi một cái tin xấu, thủ hạ ngươi minh vương có hơn ba mươi đã đầu hàng, ta nắm giữ tất cả tình báo. Sở dĩ, người ném không đầu hàng đối với ta ý nghĩa cũng không lớn, ta cho người hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục tiếp tục như vậy, thẳng đến người điên rồi mới thôi, hoặc là người dân ra hồn trùng, trở thành. Của ta Minh Nô, Minh Nô, đây là minh giới đối với ma hóa nhân loại võ giả xương hô, là minh giới nhất ti tiện tồn tại. Giang giật lại làm cho minh địch trở thành minh nô, minh địch lập tức nổi giận, gào thét không ngừng, giang giật, người nằm mơ đi, muốn bản vương trở thành minh nô, mơ tưởng. Giang giật nhún vai, nói kia tiếp tục đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể chịu nổi bao nhiêu lần, mới có thể điên mất. chương 2030, Thiên Tiên Giới Minh giới con dân đối với Minh Đế Trung Thành đều không cần hoài nghi, coi như Minh Đế để bọn hắn trong nháy mắt chết đi cũng sẽ không có bất kỳ trần chờ. Minh Đế có được bất tử chi thân, có thể không ngừng chuyển thế trọng tu, linh hồn bất diệt, thì vĩnh thế bất diệt. Minh Đế là sở hữu minh tộc trong lòng chân thần, là trí cao vô thượng tồn tại, là sở hữu minh tộc thủ hộ thần. Đã bao nhiêu năm, minh đế một mực xưng bá lấy minh giới, minh giới con dân đối với minh đế e ngại đã chôn thật sâu tại trong khung, không có minh tộc dám phản bội minh đế, thậm chí cũng sẽ không có ý nghĩ này. Minh địch cũng giống như thế, trở thành giang giật minh nô, ý nghĩ như vậy minh địch trong đầu căn bản không có xuất hiện qua. Nhưng ở giang giật lần lượt tra tấn về sau, tại giang giật đưa ra về sau, ý nghĩ này bắt đầu ở minh địch trong đầu hiển hiện. So sánh cấp thấp minh tộc, minh địch các loại chờ cao cấp tồn tại, đối với minh đế trung thành hội tương đối yếu một ít. Bởi vì minh đế bị thần thoại, tại cấp thấp minh tộc trong mắt kia là không gì làm không được thần thông tiên, nhưng minh địch bọn người biết rõ, minh đế nhiều nhất liền là một cái lớn mạnh một chút minh tộc thôi. Ném trừ bất tử chi thân, ném trừ chiến lược mạnh mẽ, minh đế cùng phổ thông minh tộc không có khác nhau, sở dĩ minh địch đối với minh đế là trung thành, lại không phải cuồng nhiệt sùng bái. Cái này nhân tộc không có khác nhau, Tỷ như rất nhiều cấp thấp võ giả đối với thanh đế là cuồng nhiệt sùng bái, nhưng viêm đế cuồng đế cũng không phải là có thể như vậy. Giống như thế cục nguy cơ đến tính mạng của hắn, nguy cơ đến hắn gia tộc, viêm đế cuồng đế rất có thể hội làm phản. Minh địch cũng là tình huống giống nhau, bị tra tấn chết đi sống lại, minh địch tinh thần là sụp đổ. Đầu đều không phải là rất thanh tịnh tinh thần đã đến phân liệt biên giới. Mà lại giang giật nói, đã có minh vương làm phản rồi, hắn phản không làm phản đối với giang giật ý nghĩa đều như thế. Tại bị hành hạ mấy chục lần về sau, Minh Địch triệt để không chống nổi, hắn gào thét ta nhìn về phía, ta đầu hàng, giang giật dừng tay, để những cái kia côn trùng lăn đi. Trong lịch sử, Minh tộc đối với nhân tộc là ác ma, là ma đầu. Thời khắc này giang giật đối với Minh Địch tới nói so ác ma kinh khủng hơn, so Minh đế đáng sợ hơn. Tinh thần hắn đã không chịu nổi, lập tức sẽ điên rồi, rốt cục vẫn là quyết định bỏ qua đối Minh đế trung thành. Sau đó sự tình liền dễ làm. Giang giật đem thiên phượng đại đế phóng ra, chữa trị xong về sau, để minh địch dâng ra hồn trùng cho thiên phượng đại đế. Đối phương là phong đế cấp, Giang giật không dám mạo hiểm vậy mà tiếp nhận nó hồn trùng, vạn nhất bị minh địch phản khống chế, vậy liền ô long lớn. Để thiên phượng đại đế khống chế dạng này liền tốt rất nhiều, thiên phượng đại đế cũng là phong đế cấp, so minh địch còn muốn cường đại, không sợ minh địch làm loạn. Được rồi, tiếp thu minh địch hồn trùng, thiên phượng đại đế nhẹ gật đầu cho thấy không có vấn đề. Giang giật để thiên phượng đại đế dò xét minh địch trong đầu tin tức, xác định minh cổ bọn người phải chăng có mai phục, xác định thiên tiên giới tình huống bên kia. Tình huống rất tốt, Giang giật xác định về sau, đem thiên phượng đại đế cùng minh địch truyền tống ra ngoài, chính hắn thân thể cũng ra phía ngoài, thu hồi thiên đình đưa tới một khối ngọc phù bàn giao nói, phượng tự, người cùng minh địch trước truyền tống đi thiên tiên giới, nếu như không có mai phục tự bóp nát ngọc phù, ta sẽ lập tức truyền tống đi qua. Tốt ha, thiên phượng đại đế có chút u oán nhìn Giang giật một chút, kia mặt mày bên trong thần sắc rõ ràng tại im ắng nói vì sao mỗi lần mạo hiểm sự tình đều là hắn đi làm ông giang giật truyền tống ra hai cái minh vương hắn không có lửa gạt minh địch si hồng đã sớm khống chế mười mấy cái minh vương đều không cần ra hình tra tấn trực tiếp dùng cường đại linh hồn khống chế chính là hai cái minh vương đánh ra minh khí mở ra minh thần đại trận rất nhanh đại trận mở ra thiên phượng đại đế cùng minh địch biến mất tại trong truyền tống trận ba sau nửa canh giờ giang giật trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn hắn lập tức tinh thần đại trấn, thân thể bay đi, tiến vào minh thần đại trận bên trong, vẫy tay một cái hai cái minh vương cũng tiến vào, đánh ra minh khí mở ra truyền tống trận. Ông, hắc quang lấp lánh, giang giật trong thế giới sở hữu sắc thái biến mất, hắn cùng hai cái minh vương bị truyền tống đi, lưu lại một tòa phế tích thành trì, còn có một cái tựa như như địa ngục thiên tề giới. Vài ước phong trùng lưu tại thiên tề giới, giống như minh tộc cường giả không viện trợ, thiên tề giới sở hữu minh tộc đều sẽ biến thành phong trùng đồ ăn, giang giật váng đầu chóng mặt không biết trong bóng đêm vượt qua bao lâu trong ánh mắt của hắn rốt cục xuất hiện quang mang ông hắn trước tiên lấy ra thiên đình truyền thống đi vào thần thức nhanh chóng phát tán ra ách thần thức quét qua về sau hắn nở nụ cười khổ hắn phát hiện chính mình quá cẩn thận rồi bởi vì toàn bộ thiên tiên thành đã bị thiên phượng đại đế khống chế nơi này thế mà không có một cái nào phong đế cấp minh vương thiên phượng đại đế đã sớm khai chiến hắn bị minh tộc ngược đãi rất nhiều lần dày vò đến chết đi sống lại, hắn truyền tống tới dò xét đến không có phong đế cấp minh vương về sau, đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn ngang nhiên xuất thủ, trắng trợn tàn sát thiên tiên thành nội ngụy đế cấp minh vương, còn có vô số hoàng tộc, giờ phút này thành nội đã máu chảy thành sông. Không có gì đáng nói, nhân tộc cùng minh tộc trời sinh đối lập, nếu không muốn được minh tộc diệt tộc, kia chỉ có đổ sát càng nhiều minh tộc. Giang giật tim rắn như thép, lập tức thả ra thử thiết thú, thụ yêu cùng phong trùng, bắt đầu một vòng mới đổ sát thiên tiên giới là một cái lớn vô cùng giới diện, cái này giới diện tại hồng mông thế giới trung tâm, đã từng là thiên đế chỗ giới diện. Bất quá thiên tiên thành là đằng sau thành lập, trước kia nơi này có một tòa thiên đình, bị thiên đế dùng quảng đại thần thông chuyển di đi tu la sơn. Đã từng lớn nhất giới diện, lại cũng không là rất thụ minh tộc coi trọng. Bởi vì nơi này là cửu dương thiên đế đã từng lại địa phương, minh đế phi thường không thích. Sở dĩ rất nhiều minh giới đại tộc không thích ở chỗ này, lần này minh cổ điều tập đại quân cùng cường giả, nơi này đều không có lưu một cái phong đế cấp minh vương tỏa chấn. Thiên tiên thành hoàng tộc đã sớm không chống cự, hướng tư phía tám mới bay chạy, bất quá hoàng tộc lại khống chế phía ngoài minh tộc đến tiến công. Thử thiết hóa thú thân là chiến tranh quái thú mạnh mẽ đâm tới mà đi, thụ yêu bắt đầu vô tình xé rách minh tộc, phong trùng vô thanh vô tức từng mảnh từng mảnh gặm ăn minh tộc. Chỉ là nửa canh giờ, thiên tiên thành tự hóa thành một vùng phế tích, hoàng tộc minh tộc tử thương vô số, nơi này lại biến thành địa ngục. Giang giật đứng tại thiên đình bên trong thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem thử thiết thú thụ yêu phong trùng đột sát, giờ khắc này nội tâm của hắn sát ý ngược lại thời gian dần trôi qua yếu đi. Minh tộc nhìn hung tàn, đối đãi nhân tộc không lưu tình chút nào, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một loại đặc thù chủng tộc thôi, cũng là một loại sinh mạng thể. Tàn sát quá nhiều, hữu thương thiên hòa, đây cũng không phải là một kiện rất thoải mái sự tình, ngược lại để Giang giật sinh ra rất mạnh chán ghét cảm giác. Không sai biệt lắm, dòng dã chu diệt một ngày, thiên tiên thành phụ cận phương viên trăm vạn lý đã không có minh tộc. Thử thiết thú thụ yêu trở về, giang giật lưu lại vài ức phong trùng tiếp tục càn quấy. Hắn nghĩ nghĩ, truyền âm cho minh thần đại trận bên trong đứng thẳng hai cái minh vương, các người truyền tống đi thiên tượng giới, tương thiên đủ giới cùng thiên tiên giới tình huống nói cho minh cổ. Mặt khác nói cho hắn biết, ta chuẩn bị đi minh giới, hắn nếu không lui binh, ta tự hủy đi minh giới. Minh giới là hồng mông thế giới thập đại giới diện một trong, là minh tộc căn bản, Minh Cổ nhận được tin tức không có khả năng không lùi, Thanh Đế bên kia liền có thể triệt để đại thắng. Thanh Đế, ta có thể giúp ngươi chỉ chút này. Đứng tại thiên đình nội điện bên trong, Giang giật mắt thấy hai cái Minh Vương truyền tống rời đi, hắn khe khẽ thở dài nói, giống như tốt như vậy cục diện, ngươi còn không thắng được, ngươi ngày này đế chi vị cũng đừng ngồi. Hy vọng ngươi cẩn thận chút, đừng bị Minh Đế lừa giết, giống như ngươi thật có thể hủy diệt Minh Tộc, ngày này đế chi vị liền để cho ngươi đi chương 2031, Dương Đông Kích Tây. Thiên tượng giới bên này rất khốc liệt, bên này đại chiến đã hơn 2 ngày, song phương phong đế cấp cường giả đều không có xuất động, xuất chiến chỉ là phổ thông quân sĩ, sở dĩ tam đại bí cảnh đều biến thành say thịt tràng. Thanh đế mang theo phong đế, thạch đế, ngân đế uy hiếp thiên tượng giới. Ba cái đại quân phong đế cấp cũng không nhiều, ba cái bí cảnh bên trong đều có hai cái phong đế cấp minh vương, trọng yếu nhất chính là còn có bộ phận minh đế quân, Minh đế quân là minh đế cận vệ quân, không phải minh tộc, không phải hoàng tộc, mà là nhân tộc. Minh đế quân là minh tộc kinh khủng nhất quân đội, không có cái thứ hai. Đội quân này chỉ có 10 vạn người, toàn bộ đều là nhân tộc minh nô, bị ma hóa trước chiến lược yếu nhất đều là phong vương cấp. Những này phong vương cấp bị minh đế tự mình luyện hóa, nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, trên thân còn có kinh khủng minh ma tử khí, phi thường khủng bố. Minh đế quân không chỉ phổ biến cường đại, bên trong còn có thập đại minh thần hộ vệ, khi còn sống toàn bộ đều là phong vương cấp cường giả, đều bị minh đế chém giết sau bị luyện hóa, chiến lực không thể so với cuồng đế viêm đế bọn hắn yếu. Minh cổ điều tập 6 vạn minh đế quân ra ngoài, minh thần hộ vệ cũng điều tập 6 cái ra ngoài. Sở dĩ tam đại bí cảnh phong đế cấp cường giả đều đạt đến 4 cái, nhân tộc 3 cái đại quân tách ra, mỗi lần bên cạnh phong đế cấp không đủ hai cái. Đã minh tộc phong đế cấp không xuất chiến, bên này phong đế cấp đương nhiên sẽ không đi không có việc gì khiêu khích. Cũng may nhân tộc quân đội đã triệt để chiếm cứ thượng phong, vây công tam đại bí cảnh, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng mỗi lần chết đi một cái nhân tộc, đều có thể diệt sát ba bốn minh tộc tinh nhuệ. Đại chiến hơn hai ngày, tam đại bí cảnh bên trong chín ngàn vạn minh tộc đại quân đã tử thương hơn phân nửa, nhân tộc bên này cũng chết trận hơn hai ngàn vạn quân đội. Minh tộc có một chút cực kỳ tốt phẩm chất, vậy liền tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cấp thấp minh tộc đối với cao cấp minh tộc tiên thiên có e ngại. Minh cổ là minh đế đại biểu, Minh cổ mệnh lệnh cái kia chính là minh đế mệnh lệnh, minh cổ để sở hữu đại quân tử chiến, bọn hắn lại thế nào dám lui. Cứ việc chiến sự thảm liệt, minh tộc bị nhân tộc đè lên đánh, tử thương vô số, nhưng tam đại bí cảnh minh tộc liền là không lùi. Không đem ba cái bí cảnh bên trong minh tộc toàn bộ đánh giết, là không cách nào tiến công thiên tượng giới, xem tình huống muốn đem sở hữu minh tộc đại quân tiêu diệt, nhân tộc còn muốn chết đi hơn một nghìn vạn tinh nhuệ. Mấy đại thống soái sầu bạch đầu, coi như hạ vũ trí kế bách xuất, Giờ phút này cũng thúc thủ vô sách. Minh tộc tại Tam Đại Bí cảnh bên trong tử thủ không ra, mặc cho làm sao dẫn dụ, làm sao bố cục địch nhân bất động như núi, các nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cường công. Thanh đế cũng không có cách, chỉ có thể để đại quân thay phiên tấn công mạnh, triệt để đem Tam Đại Bí cảnh bên trong đại quân tiêu diệt. Tại đại quân lại một lần nữa đồng thời tấn công mạnh lúc, thiên tượng giới phía tây đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều quân đội, mà lại quân đội là liên tục không ngừng xuất hiện. Minh Cổ cũng không có xuất hiện, để mấy cái ngụy đế cấp Minh Vương dẫn đội. Trinh sát trước tiên dò xét đến địch tình, thanh đế đạt được tình báo về sau, không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là để trinh sát tiếp tục dò xét. Bên kia Minh tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 2.000 vạn, thanh đế rốt cuộc động, mang theo phong đế thạch đế ngân đế hướng bên kia đại quân phóng đi, chuẩn bị uy hiếp đại quân. Như đại quân tiếp tục tụ tập, hoặc là dám tới công kích nhân tộc đại quân, thanh đế chỉ có thể xuất thủ. Thiên tượng giới tương đối lớn, coi như thanh đế tốc độ bay đi một bên khác cũng cần tiểu nửa ngày thời gian. Mà các loại chờ thanh đế bay khỏi tiểu nửa ngày về sau, thiên tượng giới phía đông lại tuôn ra liên tục không ngừng đại quân. Minh cổ đồng dạng chưa từng xuất hiện, mấy trăm minh vương dẫn đội cũng không có cường giả, chỉ có liên tục không ngừng đại quân. Vừa mới đến phía tây thanh đế nhận được tin tức sau giận tím mặt, minh cổ đây là dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn A. Hắn nổi giận xuất thủ, mang theo thạch đế điên thấp ngân đế công kích phía tây hơn 2.000 vạn đại quân. Để thanh đế bọn người kinh ngạc là, kia hơn hai 000 vạn đại quân không chỉ có không có bị dọa lùi, ngược lại điên cuồng công kích thanh đế bốn người, rõ ràng là nghĩ kéo bọn hắn. Rút lui, đánh giết những này cấp thấp minh tộc quân đội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặc dù thanh đế có nắm chắc tại trong vòng mười mấy canh giờ đem cái này hơn hai 000 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, nhưng người cái canh giờ đủ để cho minh cổ triệu tập đủ nhiều quân đội vây công nhân tộc đại quân. Thanh đế lão cẩu, đã tới cũng không cần đi. Tại thanh đế mang theo ba người giết ra khỏi trùng vây lúc, nơi xa từng đoàn từng đoàn hắc vân gào thét mà đến, tới quân đội cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là minh đế quân, còn có hai cái dẫn đội minh thần hộ vệ, còn một người khác phong đế cấp minh vương, minh luân. Giết đầu này lão cẩu, minh luân quát lớn, gần vạn minh đế quân gào thét mà tới. Kia hai cái minh thần hộ vệ người mặc hắc giáp, tay cầm màu đen trường mâu, trên thân minh ma tử khí lưu truyền, đôi mắt ngốc trẻ tối tăm lại có một loại không hiểu ma lực, nhìn một chút liền khiến người tim đập nhanh. Gần vạn ngụy đế cấp, còn có ba cái phong đế cấp, kia hai cái minh thần hộ vệ đều xông tới, thanh đế ngược lại là có thể nhẹ nhõm phá vây. Nhưng phong đế thạch đế ngân đế muốn phá vây tiểu tương đối khó, mà lại không ai nói chắc được minh cổ có thể hay không mai phục vạn nhất thanh đế đi, Phong đế ngân đế thạch đế bị chôn giết nữa nha. Giết, thanh đế rất nhanh quyết định, đem cái này một vạn minh đế quân cùng ba cái phong đế cấp toàn bộ xử lý. Còn hạ vũ bên kia, cho dù có đại quân vây giết, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không đại bại, chỉ là thêm hao tổn một chút quân đội thôi. Thanh đế lão cẩu, minh đế đã xuất thế, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một đạo bạo tiếng giống vang lên, lại cũng không gặp người, chỉ là thiên tượng giới ngoại hắc vụ tràn ngập, ngừng kết lần lượt từng cái một gương mặt khổng lồ, thanh đế bốn người quét qua con người đều lạnh xuống. Những này gương mặt khổng lồ rõ ràng là minh cổ các loại chờ minh vương, bất quá chỉ là ngưng kết gương mặt khổng lồ, không thấy bản tôn, cũng không có bất kỳ cái gì cử động hư hư thực thực giả giả thật thật thanh đế cũng không e ngại minh cổ bọn người coi như minh đế xuất thế thanh đế cũng không sợ hãi hắn lo lắng là minh cổ bản tôn đến cùng ở đâu giống như tại như thế không quan trọng liền sợ bên này là huyến tượng bản tôn đã đi hạ vũ đại quân bên kia phá vây thanh đế vô tâm ham chiến chỉ có thể mang theo ba vị đại đế phá vây nhưng hai cái minh thần hộ vệ căn bản không cùng hắn giao chiến chỉ là xa xa công kích ngân đế phong đế thạch đế minh luân cũng thay đổi thành một đoàn hắc vụ bốn phía bay đi tiềm phục tại minh đế quân cùng minh tộc trong đại quân đánh lén phong đế bọn hắn kéo dài chiến thuật thanh đế minh bạch minh cổ bọn người là giả tượng bản tôn khẳng định đi hạ vũ lân hậu bên kia minh luân cùng hai cái minh thần hộ về cùng cái này một vạn minh đế quân còn có hai ngàn vạn minh tộc đại quân mục đích rất rõ ràng liền là kéo phong đế thạch đế cùng ngân đế hắn nếu không quản ba người này minh luân bọn người có thể lừa giết ba vị này phong đế cấp hắn như quản nói muốn phá vây ra ngoài ít nhất cần một chút thời gian. Dương mưu, minh cổ không hổ là đạt được minh đế chân truyền, cái này chiến thuật không có cái hở, tự liền thanh đế trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra phá giải biện pháp, chỉ có thể trước đổ sát minh đế quân. Để thanh đế rất buồn bực là, minh đế quân bắt đầu khí thế hùng hổ, nhưng mà chậm rãi các loại chờ, bên kia minh tộc đại quân đuổi theo về sau, thế mà toàn bộ xâm nhập vào minh tộc trong đại quân. Thanh đế muốn từng mảnh từng mảnh chém giết minh đế quân căn bản không có khả năng, kia hai cái minh thần hộ vệ cùng minh luân càng là cùng cá chạch đồng dạng, xưa nay không tới gần hắn, hắn một khi chuẩn bị công kích, minh luân hội khống chế vô số minh tộc thiêu thân lao đầu vào lửa hướng hắn vào tới. Chống đỡ, các ngươi nhất định muốn chống đỡ, chỉ cần nửa ngày bản đế liền có thể chạy đến. Thanh đế nhìn qua lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối minh tộc đại quân, cắn răng từng bước một mang theo phong đế thạch đế ngân đế phá vây. Nội tâm của hắn đã trầm xuống, Coi như không có những đại quân này ngăn chặn, hắn chạy tới ít nhất cũng phải gần nửa ngày. Gần nửa ngày thời gian, giống như minh cổ dốc toàn bộ lực lượng, bên kia đã máu chảy thành sông đi. chương 2032, Cứu Tinh Thiên tượng giới phía đông hoàn toàn chính xác đã máu chảy thành sông. Minh cổ tự mình xuất lĩnh đại quân xuất động, dòng dã xuất động hai ức đại quân, phong đế cấp minh vương toàn bộ điều động. Thanh đế coi là minh cổ sẽ chỉ tử thủ thiên tượng giới, lại không biết minh cổ khuynh xào ra hết, mà lại rõ ràng chuẩn bị bỏ qua thiên tượng giới có thanh đế tại cái này minh đế không xuất thế thiên tượng giới sớm muộn không giữ được minh cổ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bảo trụ thiên tượng giới minh đế một ngày không xuất thế ngoại trừ minh giới bên ngoài tất cả giới diện đều sẽ không giữ được minh cổ phi thường tinh tường điểm này thanh đế thế không thể đỡ minh cổ không dám cùng hắn đối mặt đã như vậy kia tử thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì còn không bằng thêm chém giết một chút nhân tộc đại quân thanh đế không có khả năng một người đánh tới minh giới A. Thanh đế tính ra sai, hắn coi là minh cổ sẽ tử thủ thiên tượng giới, minh cổ bắt đầu bày ra trận thế cũng đích thật là muốn tử thủ thiên tượng giới. Cái này lừa dối thanh đế, sở dĩ thanh đế mới dễ dàng như thế liền đi thiên tượng giới phía Tây. Hai ức đại quân, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp tam đại bí cảnh bên trong minh tộc, số lượng này phi thường khủng bố. Bên kia ba cái nhân tộc đại quân ngay tại công kích tam đại bí cảnh, mặc dù trước tiên nhận được tình báo, nhưng bí cảnh bên trong minh tộc toàn bộ xuất kích, chết cắn không thả, nhân tộc đại quân nhất thời không thể thoát khỏi. Còn chưa tới cùng toàn bộ rút lui, liền đã bị minh cổ mang theo minh tộc đại quân vây lên. Thanh đế không ở chỗ này, nhân tộc đại quân lập tức cảm giác rắn mất đầu, tăng thêm minh cổ đại quân rất rất nhiều, là bên này gấp hai nhiều. Nhân tộc thoáng cái luống cuống, trận hình bắt đầu hỗn loạn, mắt thấy là phải tan tác. Thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ Lâm trận bất loạn hạ lệnh toàn bộ đại quân phản công một cái bí cảnh, sau đó từ thủ bí cảnh chờ đợi Thanh Đế trở về. Đến lúc đó một khi Thanh Đế tại vạn quân từ đó chém giết Minh Cổ, nhân tộc đem có thể chuyển bại thành thắng. Lần hậu đối với Hạ Vũ chiến lược rất đồng ý, bán quái sơn người viêm đế cuồng đế mấy người cũng không có dị nghị, toàn bộ đại quân hội tụ cùng một chỗ phản công bí cảnh tiếp theo, dùng bí cảnh là dựa vào, cùng Minh tộc tử chiến không ngớt. Có bí cảnh có thể dựa vào, chỉ ít sẽ không tứ phía thủ địch, bất quá nhân tộc đại quân sĩ khí vẫn là khó tránh khỏi trượt. Dù sao bị vây giết, minh tộc đại quân nhiều lắm, thanh đế chưa từng xuất hiện, cái này khiến phổ thông quân sĩ khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Hạ vũ mang theo một đám phong đế cấp cường giả toàn bộ tự mình xuất chiến, uy hiếp minh cổ bọn người, miễn cưỡng ổn định quân tâm. Song phương bắt đầu huyết chiến không ngớt, minh cổ phái ra 100 triệu đại quân tấn công mạnh bí cảnh, bí cảnh bên trong máu chảy thành hải. Minh cổ nhóm cường giả cũng không có xuất chiến, Lần này minh cổ chiến lược rất rõ ràng, cái kia chính là đại lượng tiêu hao nhân tộc quân đội, mà không phải cùng nhân tộc cường giả cùng chết. Minh tộc chỉ cần minh giới bất diệt, minh nguyên không hủy liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra minh tộc, sở dĩ cấp thấp minh tộc tử thương minh cổ xưa nay không để ý. Nhân tộc lại khác, muốn bồi dưỡng một chút chiến sĩ tinh nhuệ phi thường khó khăn, đây cũng không phải là dùng tài nguyên liền có thể tích tụ ra tới. Toàn quân xuất kích, thời gian trôi qua 10 cái canh giờ, nhân tộc đại quân đã tử thương vượt qua 2.000 vạn, Minh Cổ nhận được tin tức thanh đế mang theo thạch đế bọn hắn đã thoát phòng vây, hắn hạ đạt toàn quân mệnh lệnh xuất chiến. Thanh đế tới còn cần một đoạn thời gian, Minh Cổ chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem nhân tộc còn lại 50 triệu đại quân chém giết hơn phân nửa sau lại rút lui. Nhân tộc lần này sau đại chiến, tinh nhuệ tổn thương hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, không có 10 năm không cách nào khôi phục, mà đến lúc đó Minh đế khẳng định đã sớm xuất thế. Suy suy, ầm ầm, phanh phanh phanh, cái này bí cảnh ngoài có hồng mông cương khí, bất quá tại luân phiên đại chiến về sau, đơn bạc hồng mông cương khí đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Hơn một ước minh tộc đại quân toàn diện khai chiến, khắp thiên đều là lưu quang, khắp thiên đều là pháp tắc minh thuật công kích, nhân tộc đại quân toàn bộ đống chen tại bí cảnh bên trong biến thành bia sống. Ai, lân hậu bán quái sơn người nho đế cuồng đế hạ vũ bọn người sừng sướng tại bí cảnh bên ngoài, cùng minh cổ bọn người rằng co. Các nàng trơ mắt nhìn xem nhân tộc từng bước một bị rào sát, toàn bộ nội tâm đang dỉ máu, nhưng các nàng cũng không dám động, thậm chí không dám phóng thích bất luận cái gì công kích, sợ chọc giận tới minh cổ bọn người toàn bộ khai chiến. A, à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, minh tộc tiếng gào thét liên tiếp, tiên huyết đang bay tung tóe, chân cục tay đứt trên không trung bay múa, ruột nội tạng đầy đất đều là, nhân tộc toàn bộ giết đỏ cả mắt, điên cuồng nổ bắn ra mà đến cùng minh tộc chém giết. rất nhiều nhân tộc còn bị minh tộc ma hóa, một khắc cuối cùng không muốn trở thành minh nô ẩm vang tự bảo bí cảnh bên trong đã biến thành luyện ngục, hạ vũ bọn người không đành lòng quan sát, toàn bộ người chỉ có âm thầm cầu nguyện hy vọng thanh đế sớm một chút tới. Nếu không cái này còn lại 50 triệu đại quân, cuối cùng toàn bộ đều sẽ chiến tử tại cái này bí cảnh bên trong, các nàng cũng không có cách nào chỉ có thể tử chiến. Vù vù, sau nửa canh giờ, thiên tượng giới bên kia đột nhiên bay vụt đến mấy đạo lưu quang đưa tới lân hậu đám người chú ý, kia là 10 cái ngụy đế cấp minh vương. Bất quá giống như cái này 10 cái minh vương áp lấy hai cái minh vương kia hai cái minh vương còn bị trói gô, bị xích sắt khóa lại. Minh tộc nội chiến, lần hậu bọn người liếc nhau có chút kinh nghi, bên kia 10 cái minh vương áp giải hai cái minh vương đi minh cổ phụ cận, bởi vì khoảng cách quá xa, bên này nghe không được bên kia nói cái gì. Chỉ là nhìn thấy minh cổ hiển lộ bản tôn đối hai cái áp giải minh vương hỏi thăm. ầm, uhm, đột nhiên, minh cổ vung tay lên, trực tiếp đem hai cái minh vương đầu cho vồ nát, để lân hậu cuồng đế bọn người càng thêm ngoài ý muốn. Minh cổ đây là nổi điên làm gì khó khăn đạo minh tộc thật nội chiến đây không có khả năng a à. Giang giật, giang giật, giang giật, sau đó phát sinh càng quỷ dị hơn một màn, minh cổ nổi giận giống to, liền giống lên ba tiếng, thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến sở hữu minh tộc cùng nhân tộc đại quân đều ngừng chiến đấu. Ô ô, một cái minh vương thổi lên kèn lệnh, toàn bộ minh tộc lần nữa kinh ngạc, không có chút gì do dự thế mà. Toàn diện lui quân, cái này, lần hậu bọn người rất là kinh ngạc tất cả nhân tộc quân đội cũng mộng minh cổ đây là bị hóa điên sao vừa mới toàn diện tiến công nhân tộc bên này mỗi một hơi thở thời gian đều có thể chết đi vô số quân sĩ tốt như vậy cục diện hắn làm sao có thể rút quân nhưng mà này còn không phải tạm thời rút lui minh tộc đại quân trùng trùng điệp điệp về phía tây phía nam bay đi cũng không hồi trở lại thiên tượng giới cũng không có bên này chỉnh đốn ý tứ tình huống như thế nào cuồng đế viêm đế sở lên cái mũi lần hậu cùng hạ vũ liếc nhau đôi mắt rất nhanh phát sáng lên minh cổ nổi giận không phải giả vờ hắn cũng không cần thiết giả dù sao lần này hắn toàn diện chiếm cứ thượng phong thanh đế còn chưa tới tiếp tục mở tiếp tục đánh nhân tộc còn lại đại quân ít nhất có thể chém giết hơn phân nửa minh cổ không có điên hắn cũng không phải ngốc như vậy chỉ có một lời giải thích bởi vì giang giật minh cổ không thể không rút quân giang giật rất nhiều nhân tộc đại quân trong đầu còn tại hiển hiện hai chữ này cái tên này hung danh quá thịnh ai cũng không cách nào quên cái tên này quá có tiếng đây chính là thật to Martin A. Bất quá, hôm nay cái này ma tinh giống như tại thời khắc quan trọng nhất, cứu được tất cả mọi người một cái mạng cứu được nhân tộc đại quân, bằng vào sức một mình để minh tộc rút quân, cái này ma tinh thật là ma tinh sao. Rất nhiều nhân tộc phổ thông quân sĩ rất mê mang, không biết nên tin tưởng ai, cũng không biết giang giật đến cùng là ma tinh vẫn là đế tinh. Nhưng hắn là bí cảnh bên trong sở hữu nhân tộc đại quân cứu tinh, điểm này không cần hoài nghi. Chương 2033, đại thắng. Trong lịch sử, ngôn luận luôn luôn nắm giữ tại người đương quyền trong tay. Cũng như năm đó diệt ma đại đế ngay từ đầu cũng là nghịch tặc, đằng sau trở thành đại đế độc bá nhất phương về sau, mới bị người đương quyền chỗ tôn trọng, diệt ma đại đế thanh danh bắt đầu từng điểm từng điểm biến tốt. Giang giật người này tại dân gian một mực là bí mật, có người nói hắn lời hữu ích, nói hắn là thiên đế truyền nhân, là nhân tộc thủ hộ thần. Có người lại nói hắn là cái sát nhân của ma, hình người ác ma, là ma tinh. Thanh đế thượng vị về sau, Giang giật thanh danh triệt để thối xong. Bởi vì thiên đế đã thượng vị, Giang giật làm sao có thể vẫn là đế tinh vậy chỉ có thể là ma tinh. Tăng thêm các gia tộc tin đồn, Giang giật tội ác từng kiện bị lật ra ra, bị bóp méo, bị xuyên tạc. Giang giật biến thành tội ác tài trời ma đầu, biến thành nhân loại công địch, không phải ma đầu làm sao có thể liền cửu dương quân đều làm phản, làm sao có thể chúng bạn xa lánh đâu. Chân tướng rất dễ dàng bị che giấu, nhất là cấp thấp nhân tộc, những cái kia tiểu gia tộc, căn bản là không có cách hiểu rõ chân tướng, nghe gió liền là mưa, rất dễ dàng mù quáng theo. Cho nên đối với giang giật giác quan phi thường ác, nhận định là nhân tộc bại hoại, tội ác tài trời đại ma đầu. Bí cảnh bên trong hơn 4.000 vạn trong quân đội, ít nhất có hơn 3.000 vạn quân sĩ đều là cho rằng như thế. Giờ khắc này toàn bộ đều đối giang giật có chỗ đổi cái nhìn, nếu như là tội ác tài trời đại ma đầu, làm sao có thể tại như thế thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn. Dân gian có nhiều truyền ngôn, nói giang giật cấu kết minh tộc, còn có thể là minh đế chuyển thế. Nếu quả như thật cấu kết, vậy làm sao lại tại như thế thời khắc mấu chốt dùng lực lượng một người để hơn một ức minh tộc lui binh. Các đại quân không biết giang giật là thế nào làm được, nhưng hắn làm được, hắn cứu được tất cả mọi người mệnh, điểm này là không thể phủ nhận. Rút quân, lần hậu bọn người chỉ là sửng sốt một lát liền xuống đến rút quân, minh cổ mặc dù mang theo mang theo lui đi, nhưng người nào biết rõ có thể hay không giết cái hồi mã thương đâu. Đại quân nhanh chóng thối lui, trinh sát tản ra dò xét, tại lui về phía sau ngàn vạn dặm trinh sát hồi báo minh cổ thật mang theo đại quân thối lui, thanh đế cũng chính hướng bên này chạy đến về sau, lân hậu bọn người mới như chút được gánh nặng. Đại quân tìm được một cái tiểu bí cảnh chỉnh đốn, chữa thương, khu trừ minh khí, chờ đợi thanh đế đến. Tại sau ba canh giờ, thanh đế rốt cục mang theo phong đế thạch đế ngân đế chạy tới. Nhìn thấy đại quân chỉ còn lại hơn bốn ngàn vạn, mà lại rất nhiều đều mang thương, thanh đế giận tím mặt. Biết được minh cổ giống lớn ba tiếng giang giật triệt thoái phía sau quân, thanh đế sắc mặt càng thêm khó coi. Lần này là thanh đế không ra, dẫn đến nhân tộc đại quân bị vây công, hắn vừa mới thượng vị lại phạm vào lớn như thế sai lầm. Cuối cùng vẫn còn cần nhờ giang giật mới có thể bảo trụ cái này mấy ngàn vạn đại quân ngươi để thanh đế mặt đi cái nào phóng. Đế tinh sai lầm, dẫn đến nhân tộc đại quân kém chút đại bại, ngược lại tại thời khắc mấu chốt ma tinh cứu được nhân tộc đại quân. Vấn đề này nếu là truyền đi, thanh đế uy tín hội tổn hao nhiều, giang giật ma tinh chi danh cũng sẽ bị người nghi vấn. Thanh đế bản thân vị trí tự còn không có ngồi vững vàng, cái này đến như vậy thoáng cái, vị trí thì càng bất ổn. Thanh đế trong cơn giận dữ, không để ý thủ thương quân sĩ, để toàn quân xuất chiến tiến công thiên tượng giới. Hạ vũ lân hậu mặc dù hữu tâm khuyên bảo, nhưng xem thanh đế trong con ngươi lãnh quang lấp lánh, cũng không dám nhiều lời. Bốn ngàn vạn vạn hơn đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi, rất nhiều quân sĩ đều mỏi mệt không chịu nổi, rất nhiều quân sĩ trên thân còn vết thương trồng chất, càng nhiều quân sĩ trên người minh khí đều không có thanh trừ sạch sẽ. bất quá không ai dám nói cái gì, thanh đế mệnh lệnh ai dám chất vấn. đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi, đến thiên tượng giới phụ cận về sau, thanh đế sung phong đi đầu tự mình xuất thủ phá vỡ thiên tượng giới hồng mông cương khí, mở ra một cái cửa đại lỗ hồng. hắn không để ý tới đem lỗ hồng xé đại, tự mình mang theo đại quân chém giết vào, đằng sau lân hậu bọn người có chút thở dài. Đem hồng mông cương khí tiếp tục xé rách, triệu tập đại quân liên tục không ngừng đi vào. Ừ, tiến vào thiên tượng giới về sau, thanh đế thần thức quét qua, lại phát hiện bên trong minh tộc cũng không nhiều. Thiên tượng thành nội hoàng tộc đã toàn bộ rút lui, cao cấp minh tộc cũng không thấy, chỉ còn lại một chút cấp thấp minh tộc. Mặc dù cao cấp minh tộc cùng hoàng tộc đều rút lui, nhưng cấp thấp minh tộc vẫn là có rất nhiều, toàn bộ thiên tượng giới ít nhất có vài ức đi. Giờ phút này minh thần đại trận bên trong còn tại liên tục không ngừng truyền tống rời đi. Thanh đế liếc nhìn vài lần lập tức giận tím mặt, liên tục không ngừng bắn ra đao mang, tương thiên tượng thành nội minh tộc từng mảnh từng mảnh chém giết. Toàn quân nghe lệnh, đồ sát minh tộc, một tên cũng không để lại. Xác định thiên tượng giới không có cường đại minh vương cùng cao giai minh tướng về sau, thanh đế đều chẳng muốn động thủ, hạ đạt đồ sát mệnh lệnh. Rầm rầm rầm, nhân tộc đại quân ngược lại là hưng phấn, bị minh tộc chém giết nhiều như vậy đồng bào, nội tâm đã sớm tràn ngập vô tận lệ khí cùng oán khí giờ phút này vừa vạn phóng xuất ra, từng cái đại quân bay vụt mà xuống, từng mảnh nhỏ bắt đầu tàn sát cấp thấp minh tộc. nhân tộc đại quân tinh nhuệ đối đầu cấp thấp minh tộc, còn có cường đại phong vương cấp dẫn đội, chiến đấu này căn bản không có lo lắng. thiên tượng thành phủ cận minh tộc rất nhanh liền bị tàn sát không còn, ba cái đại quân thượng tướng quân để đại quân phân tán, trăm vạn làm một cái đại đội, bắt đầu cuồng quét thiên tượng giới, đem sở hữu minh tộc huyết tẩy. nhìn qua mấy chục con đại quân hóa thành dòng lũ cuồng quét mà đi. Thanh đế trong mắt nhưng không có bất luận cái gì khoái ý, Minh Cổ nói rõ không muốn thiên tượng giới, hắn chỉ là nhặt được một cái khác người không muốn địa bàn thôi. Mà lại địa bàn này Minh Cổ sở dĩ không muốn, còn rất có thể là bởi vì giang giật, nói một cách khác cái này thiên tượng giới là giang giật giúp hắn đánh xuống. Sỉ nhục, thanh đế trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhưng nội tâm đã nổi giận tới cực điểm. Hắn là đường đường thiên đế, mang theo nhân tộc tất cả cường giả cùng quân đội, lại không hạ được một cái thiên tượng giới, cuối cùng còn cần Giang giật bố thí hắn một trận thắng lợi. Thanh đế một người đứng ở thiên tượng trên thành uổng phí, cuồng đế mấy người cũng không dám cùng hắn nói chuyện, sợ chạm hắn rủi ro. Riêng phần mình mang binh ra ngoài thanh lý minh tộc, hoặc là tìm hiểu tình huống, thanh lý phụ cận bí cảnh minh tộc, triệt để ổn định thiên tượng giới. Lần hậu thì dẫn người bắt đầu kiến tạo đại trận, đặt xuống thiên tượng giới tóm lại là chuyện tốt, đem cái này giới diện triệt để chiếm đoạt, có thể đạt được vô tận tài nguyên, có thể di chuyển càng nhiều nhân tộc tới, bồi dưỡng cường giả. Hưu, bán quái sơn người bay lên giữa không trung đứng ở thanh đế phía sau, hắn khẽ mỉm cười nói, Thiên đế không cần tức giận, mặc kệ trận chiến này là thế nào thắng, thiên tượng giới tóm lại là ngươi đánh xuống, công lao này vẫn là tính tại trên đầu ngươi. Chỉ cần phong tỏa tin tức, mặt khác đem nơi này đại thắng tin tức truyền về Thiên Hồng giới, nhân tộc chắc chắn càng thêm đoàn kết. Đại thắng ha ha, thanh đế cười lạnh một tiếng, lại là không nói gì, khoát tay áo để bán quái sơn dưới người đi cái sau nhẹ gật đầu lập tức xuống dưới an bài thanh đế mặc dù nội tâm không nhanh vẫn là đồng ý để hắn an bài bố trí hắn lập tức truyền lệnh tam quân một trận chiến này tình huống liệt vào tuyệt mật bất kỳ người nào dám can đảm truyền ra ngoài giết chết bất luận tội đồng thời bắn quái sơn người để cho người ta kiến tạo đưa tin mật trận tương thiên tượng giới đại thắng tin tức truyền về thiên hồng giới bất quá tin tức này bên trong căn bản không có nâng giang giật cái tên này tựa như trận này đại thắng cùng giang giật căn bản không có bất kỳ quan hệ gì thiên hồng giới nhận được tin tức sôi trào, người người thuật lại khen thanh đế công tích vĩ đại. Người người ngóng nhìn thanh đế có thể dẫn đầu nhân tộc giành được một trận lại một trận thắng lợi, cuối cùng triệt để trấn áp minh tộc, khôi phục nhân tộc năm đó vinh quang. chương 2034, Đồ Bố Thí Tin tức thắng lợi rất nhanh lần nữa truyền đến. Chỉ là sau 5 ngày, thiên tượng giới bên kia lần nữa truyền đến tin tức, nhân tộc đại quân đã thành công dẹp xong thiên tiên giới, đồng thời triệt để chiếm lĩnh. Thiên hồng giới lần nữa sôi trào, lần này so bất kỳ lần nào đều muốn náo nhiệt. Bởi vì thiên tiên giới đã từng là thiên đế chỗ giới diện, là nhân tộc lớn nhất giới diện, là nhân tộc hạch tâm chi địa, là nhân tộc vinh quang chi địa. Thanh đế có thể đặt xuống thiên tiên giới, có thể đoạt lại thuộc về nhân tộc vinh quang chi địa, rửa sạch sỉ nhục, đây đối với nhân tộc là mạnh mẽ hữu lực phấn chấn thang. Thiên tiên giới đều có thể đoạt lại. Thiên tề giới thiên ma giới các loại chờ, giới diện sẽ còn xa sao triệt để chấn áp minh tộc kia một ngày sẽ còn xa sao. Vô số thiếu niên quyết trí tự cường, rất nhiều ăn chơi thiếu gia đều thay đổi triệt để bắt đầu tu luyện, báo danh tổng quân võ giả nhiều mấy lần. Thiên hồng giới cùng bảy đại tiểu thiên thế giới, người người thượng võ, ngày đêm tu luyện không ngừng, tranh thủ có thể vì nhân tộc ra một phần lực, triệt để đem minh tộc trấn áp. Đương nhiên, càng nhiều ăn chơi thiếu gia, lớn nhỏ gia tộc công tử là ôm dương danh lập vạn, kiến công lập nghiệp, lên như diều gặp gió mục đích. Theo bọn hắn nghĩ, thanh đế đã có thể tại ngắn như vậy thời gian đánh xuống thiên tượng giới, thiên tiên giới, như vậy hủy diệt minh tộc đã không xa. Đám này bọn công tử sợ chết nhất, liều chết việc cực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình bọn hắn không dám, dệt hoa trên gấm ngựa ông đắc lợi sống ngược lại là làm được trơn chu. Bọn hắn đều tưởng tượng lấy, đi trong quân bằng vào gia tộc các loại quan hệ, không ngừng thượng vị, chờ minh tộc triệt để chân áp, không nói làm cái chúa tể một giới, làm cái vực chủ rất đơn giản a. À. Bất luận nói thế nào, nhân tộc ngược lại là chưa từng có đoàn kết hiếu chiến, tu luyện tòng quân chi phong thịnh hành, trên dưới một lòng, chỉ chờ triệt để trấn áp minh tộc. Thiên tiên giới thiên tượng giới bên kia nhân tộc đại quân, cũng không có thiên hồng giới nhân tộc như thế phân chấn, thậm chí đều cảm giác không hiểu thấu. Nhất là thiên tiên giới bên kia nhân tộc đại quân, càng là kinh nghi không thôi. Trinh sát dò xét tin tức nói thiên tiên giới cũng không có minh tộc đại quân, mà lại minh tộc đều bị tàn sát rất nhiều, thiên tiên giới bên trong còn hỗn loạn tương bừng. Thanh đế nhận được tin tức về sau, bắt đầu còn không phải rất xác định, khống chế mấy trăm minh tộc lợi dụng hủy đi minh thần đại trận truyền tống đi qua, kết quả phát hiện thiên tiên thành đã bị san thành bình địa, duy nhất lưu lại vài tòa trống rỗng minh thần đại trận, còn có toàn thành thi thể. Có như thế chuyện tốt, thanh đế không có khả năng bỏ lỡ, lập tức điều tập ngàn vạn đại quân, hạ vũ dẫn đội liên tục không ngừng truyền tống đi thiên tiên thành, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ thiên tiên thành nội minh tộc, triệt để chiếm cứ thiên tiên thành. Báo, thanh đế tỏa chấn thiên tượng giới, bên này cửu thiên tỏa tinh đại trận còn không có kiến tạo thành công, hắn không dám rời đi. Chỉ là qua nửa ngày, lại có tin tức truyền báo lên, nói phương Bắc thiên tề giới đồng dạng không có bất kỳ cái gì minh tộc đại quân chấn thủ. Mà lại bên trong minh tộc cơ bản chết hết, bên trong có một loại quái dị côn trùng, đang ở bên trong tàn phá bừa bãi truy sát còn lại minh tộc. Là Giang Giật, lần hậu bọn người nhận được tin tức về sau, lập tức tự đoán được, cũng biết Giang Giật làm sao để minh cổ rút quân. Bên này đại chiến lúc, Giang Giật một người duy nhất sông hai đại giới diện, diệt giới diện bên trong sở hữu minh tộc quân đội, đồng thời bước hiếp minh cổ rút quân. Thanh đế không ngốc, tự nhiên cũng có thể đoán được, hắn không có triệu tập quân đội đi thiên tể giới. Cơm muốn từng ngụm ăn, một hơi ăn tam đại giới diện dễ dàng cho ăn bể bụng, đã minh cổ đều không có triệu tập quân đội đi tranh đoạt thiên tể giới, kia thời gian ngắn chắc chắn sẽ không điều binh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, thiên tiên giới cùng thiên tể giới là giang giật đánh xuống, chẳng khác gì là bố thí cho hắn. Thanh đế tự cao thanh cao, có chút không muốn ăn đồ bố thí. Xuất trinh trước hắn hăng hái, nghĩ đến trình chiến từng cái giới diện, xây không phải chi cơ nghiệp, giờ phút này ba cái giới diện dễ như trở bàn tay, hắn lại ngược lại cảm giác tẻ nhạt vô vị. Bởi vì, kia là giang giật đưa cho hắn, không phải chính hắn đánh xuống. Như vậy cũng tốt so một cái nam tử thầm mến một cái nữ thần, hắn thiên tân vạn khổ phấn đấu rất nhiều năm, rốt cục trở thành cao phú soái Nhưng mà chờ hắn theo đuổi cái kia nữ thần lúc, cái kia nữ thần lại trực tiếp cởi hết đi trên giường chờ hắn, đồng thời nói cho hắn biết, cưu gia của hắn dùng tiền bao xuống nàng, miễn phí đưa cho hắn. Cái này đổi lại bất kỳ nam nhân nào, giờ phút này cũng sẽ không có bất kỳ khoái cảm, thanh đế gần nhất là phiền muộn tới cực điểm. Mặc dù giang giật chẳng khác gì là gián tiếp giúp hắn, nhưng hắn lại hận không thể đem giang giật xé thành mảnh nhỏ. Báo, một ngày sau đó, trinh sát truyền tin tức trở về, tại thiên tề giới phát hiện giang giật thân ảnh, giang giật đi một chuyến thiên tề giới, chờ hắn lúc rời đi những cái kia vô hình côn trùng toàn bộ biến mất. Hắn đi đâu?" Thanh đế mặt không biểu tình, nội tâm nhưng đều là lửa giận, tận lực áp chế để cho mình thanh âm trở nên bình tĩnh ta. Mặc dù thanh đế ngữ khí rất bình thản, nhưng trinh sát thống lĩnh vẫn có thể cảm thụ được thanh đế nổi giận, hắn run run thoáng cái trả lời, "Đi, đi tây bắc biên, rất có thể." "Đi thiên ma giới, đi xuống đi." Thanh đế khoát tay áo, trinh sát thống lĩnh như chút được gánh nặng thanh đế chiếm cứ tại một tòa thành lâu đài vương tỏa phía trên trầm mặc không nói, ánh mắt có chút tối nhạt. Hưu, trong hậu điện một đạo bóng người vọt ra, một cái như thần tiên tiên khí bồng bình lão giả cầm phất trần đi ra. Bán quái sơn người đầu tiên là đối thanh đế cúi người chào, sau đó mới mỉm cười nói ra, thanh đế không cần buồn dầu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Giang giật như thế phong mang tất lộ, vừa vặn thay ngài hấp dẫn không ít cừu hận cùng ánh mắt, minh cổ muốn giết nhất người, Sợ là gian giật a giống như Minh Đế xuất thế, cái thứ nhất muốn giết khẳng định cũng là gian giật. Bất luận chuyện đã xảy ra là thế nào, kết cục đều là giống nhau, ngoại giới sẽ chỉ cho rằng là ngài đặt xuống ba cái giới diện, cái này công tích dù ai cũng không cách nào xóa đi, ngài địa vị cũng sẽ vững như thần sơn. Ngài cần làm không phải đi chú ý gian giật, mà là triệt để ổn định giữ vững cái này ba cái giới diện, sau đó lợi dụng cái này ba cái giới diện tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều nhân tộc cường giả. Giang giật đi thiên ma giới, đây thật ra là cái đại hảo sự. Minh đế như xuất thế, đầu tiên sẽ nghĩ diệt sát Giang giật. Dù sao vô danh cái kia lão quỷ tàn hồn vẫn còn, Minh đế kiêng kỵ nhất cái này, Giang giật tồn tại một ngày, chúng ta liền có thể thêm một ngày thời gian, chỉ cần chúng ta phát triển, thắng lợi cuối cùng tuyệt đối thuộc về nhân tộc. Bán quái sơn người nói một đại thông, thanh đế cũng đều nghe lọt được, hắn lông mày dần dần giãn ra, mặc dù nội tâm còn có một cái u cục, bất quá chính như bán quái sơn người nói tới quá trình đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là kết quả, chỉ cần hắn có thể cuối cùng dẫn đầu nhân tộc thắng lợi, hắn liền là nhân tộc vương, liền có thể vạn cổ lưu danh, đời đời bất hủ. Minh đế, bán quái sơn người nâng lên minh đế, thanh đế lông mày lần nữa nhíu một cái, ánh mắt quét về phía bán quái sơn có người nói, giang giật đã từng nói, vô danh lão quỷ hoài nghi minh đế lần này chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Ngươi nhưng có manh mối, có thể hay không bói một quẻ xác định minh đế ở đâu chuyển thế, Ai, bán quái sơn người đột nhiên thật dài thở dài nói, kỳ thật ta vẫn luôn đang tính minh đế ở đâu chuyển thế bất quá minh đế lần này giấu rất sâu, vô danh lần này rất có thể đoán đúng, minh đế có thể thật chuyển thế tại nhân tộc trên thân, bởi vì quẻ tượng biểu hiện. Nhân tộc còn sẽ có một lần đại kiếp, nhân tộc trên thân, thanh đế ánh mắt híp lại, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, thì thào hội là ai đâu. chương 2035, tiểu nô đột phá. Hưu, bên trong hư không đen kịt, một tòa cửa thành nhẹ nhàng di chuyển, tốc độ không nhanh không chậm, một tòa lớn như thế thành chỉ phi hành thanh âm lại cũng không đại, mà lại cũng không có quá ánh sáng chói mắt, cho người ta cảm giác tựa như trong hư không một cái cự thú. Giang giật hoàn toàn chính xác hướng thiên ma giới bay đi, không bằng hắn cũng không phải là dự định tiến công thiên ma giới. Hắn theo minh địch trong đầu đạt được một chút tin tức, thiên tề giới cùng thiên ma giới ở giữa có một cái đại bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối có thiên địa bản nguyên. Giang giật lần này tới minh tộc khống chế khu vực, cũng không phải là muốn đối kháng minh tộc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý hắn hiểu, đã nhân tộc đã thắng lợi, đã thiên tượng giới thiên tiên giới thiên tể giới đã đánh xuống, chuyện còn lại liền hẳn là thanh đế đi làm, hắn cũng không phải thiên đế. Si Hồng nói, để hắn khác đừng làm quá mức, nếu không minh cổ khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết hắn, nói không chừng minh đế cũng sẽ sớm xuất thế diệt sát hắn. Thực lực bản thân mới là căn bản, đánh xuống một cái thiên ma giới, đánh xuống một cái khác thiên cô rồi ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại miễn phí cho thanh đế làm giá y. Giang giật đều không cần đoán, giờ phút này nhân tộc khẳng định tại trắng trận tuyên dương thanh đế công tích, hắn giang giật vẫn là đại ma đầu. Kim chi nguyên, còn kém kim chi nguyên, giang giật nội tâm rất nóng, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên hắn đã được đến bốn loại, còn kém kim chi nguyên. Giống như cái kia bí cảnh bên trong có kim chi nguyên, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Minh địch biết thiên địa bản nguyên có ba cái địa phương, đáng tiếc hai vị hai cái địa phương một cái tại thiên vũ giới, một cái tại thiên tượng giới phụ cận. Kia hai cái giới diện giờ phút này bị thanh đế khống chế, giang giật không muốn đi cùng thanh đế đối mặt, không muốn đi nhân tộc địa bàn náo ra phong ba, cũng chỉ có thể đi thiên ma giới bên này cái này bí cảnh. Minh tộc cùng nhân tộc tình huống giang giật đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng, trong lòng của hắn giờ phút này rất là nhẹ nhõm. Minh cổ mang theo đại quân trở về minh giới, đồng thời minh tộc khống chế còn lại hai cái giới diện thiên ma giới, Thiên cô giới bên trong minh tộc còn tại không ngừng truyền tống về minh giới. Minh cổ mục đích phi thường rõ ràng, toàn diện co rút lại, chỉ thủ minh giới, còn lại giới diện mất đi tựu mất đi, chỉ cần minh đế xuất thế lại cướp về chính là. Thanh đế đột phá cuối cùng nửa bước, đã tới thiên đế chi cảnh, không có bất kỳ cái gì một cái minh vương là thanh đế đối thủ, minh cổ cũng không dám cùng thanh đế khai chiến. Đã như vậy, thiên ma giới cùng thiên cô giới cuối cùng khẳng định cũng không bảo vệ, không bằng đi đầu đem hoàng tộc cùng cường đại minh tộc rút lui cũng có thể bảo trụ minh tộc một chút lực lượng. Minh giới rất nhiều uyên. minh nguyên, minh nguyên bên trong có thể toát ra minh ma tử khí, toàn bộ minh giới đều là minh ma tử khí, nhân loại bình thường võ giả căn bản vào không được, đi vào liền sẽ bị ma hóa. Minh giới còn có cường đại minh ma đồ thần trận, kia là minh đế tự mình kiến tạo ra được. Chỉ cần bị khốn trụ coi như phong đế cấp cũng có thể chém giết. Không chỉ là minh ma đồ thần trận, minh giới còn có rất nhiều kinh khủng địa phương, coi như cho thanh đế đi tiến đánh, thanh đế đều không có lá gan này mang binh giết vào minh giới. Nhân tộc cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, minh tộc cần chờ với minh đế xuất thế. Song phương gần nhất rất có thể lại có một đoạn hòa bình kỳ, ba năm năm không giống nhau, bất luận là minh cổ vẫn là thanh đế cũng không dám đến chiêu chọc giang giật, sở dĩ giang giật mấy năm này cũng sẽ rất an nhàn. Đi cái kia bí cảnh cũng không phải là rất xa, chỉ có ba ngày lộ trình, giang giật đều chẳng muốn tu luyện, tìm được suốt quan chiến vô song hoàng phủ đào thiên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Hoàng phủ đào thiên tốc độ tu luyện rất nhanh, giờ phút này đều nhanh muốn đột phá phong vương cấp, bản nguyên áo nghĩa đã cảm ngộ đến cuối cùng mấu chốt thời khắc, kẹt tại một bước cuối cùng, cảm ngộ mộ một đoạn thời gian không phải hắn quả, dứt khoát nghỉ ngơi một chút. A, à, uống vào uống vào, giang giật đột nhiên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân thể bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, ra bí cảnh bên trong một tòa thạch phong phía dưới. Thiếu ra, ta đột phá, giang tiểu nô đột nhiên mở to mắt, cao hứng chạy như bay, trực tiếp nhào vào giang giật trong ngực. Ha 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 ha, giang giật ôm giang tiểu nô cười ha hả khẽ vuốt mái tóc của nàng nói, vẫn là nhà ta tiểu nô lợi hại nhất, trước hết nhất đột phá, đi đi đi, cho ngươi chúc mừng đi. Giang giật ôm giang tiểu nô biến mất tại bí cảnh bên trong, ra thiền điện bên trong, chiến vô song cùng hoàng phủ đào thiên liếc nhìn vài lần, nhao nhao đứng lên nói vui. Giang tiểu nô mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, đưa tay nói, thiếu ra, người nói phải cho ta ban thưởng đâu. Tốt, tốt, tốt. Giang giật phung tay lên mấy món binh khí chiến giáp ra giữa không trung, hắn chỉ vào mấy món hồng mông linh bảo nói ra tùy ý chọn đi. Hồng mông linh bảo chiến vô song cùng hoàng phủ đào thiên con mắt đều phát sáng lên. Hồng mông linh bảo thế nhưng là trên thế giới này nhất cường đại bảo vật, hai người đều hận không thể lập tức đột phá phong vương cấp, lại cố gắng tu luyện đột phá ngụy đế cấp, đạt được một kiện hồng mông linh bảo. Ta muốn món kia chiến giáp. Giang tiểu nô chỉ vào một kiện màu xanh biếc xinh đẹp chiến giáp nói. Giang giật cười ha ha, là hắn biết Giang Tiểu Nô sẽ chọn bộ chiến giáp này. Nhà đầu này bình thường cùng một tấm giấy trắng, chưa từng thích đi tranh đi đấu, giống như không ai trêu chọc nàng, nàng có thể cả một đời cũng sẽ không tức giận, tự nhiên là sẽ không đi lựa chọn có tính công kích binh khí. Ông, Giang giật vẫy tay một cái đem chiến giáp đưa cho Giang Tiểu Nô, cái sau lập tức vui vẻ ngồi xếp bằng luyện hóa. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng chiến vô song liếc nhau, hai người nhao nhao cáo từ, một là bị Giang Tiểu Nô kích thích chuẩn bị đi trở về bế quan, mà là không muốn đánh nhiễu Giang giật cùng Giang Tiểu Nô thế giới hai người. Giang Tiểu Nô luyện hóa hồng được linh bảo, Giang giật thì tại một bên ngồi uống rượu, chờ đợi Giang Tiểu Nô luyện hóa hoàn tất. Nhìn qua Giang Tiểu Nô kia như trong rừng đi ra như tinh linh Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, Giang giật tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới tại thiên tinh đại lục thiên võ thành cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông hoàng mau nha đầu, nhớ tới mình bị Giang như hổ bọn người đánh cho ra chóc thịt bong lúc, Giang Tiểu Nô cõng chính mình trong sân hành tẩu hình tượng, Nghĩ đến Giang Tiểu Nô cóng chính mình đi Phong Nguyệt lâu chế tác, bị người khi dễ hình tượng. "Tuế Nguyệt Như Toa, thời gian trôi qua lâu như vậy, tiểu nha đầu này dung nhan cũng không có cái gì cải biến. Vẫn như cũ đơn thuần đến như một tấm giấy trắng, trầm mặc ít nói, không thích giao tế, còn một mực dùng hắn là trời." Giang giật nhìn xem trong đôi mắt chậm rãi đều là ái náy, đều là nhu tình, hắn bồi Giang Tiểu Nô thời gian quá ít. Nha đầu này không thể so với những người còn lại, nàng tính cách quá nặng nề ngoại trừ tô như tuyết tiểu phỉ bên ngoài, những người còn lại đều không thế nào thích phản ứng, một người khó chịu nhiều năm như vậy, chính mình lại không bồi nàng, sợ là buồn bực hỏng a à. Ông, Giang giật khống chế thiên đình tăng nhanh tốc độ, tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, hắn quyết định tìm kiếm một cái phong giới Mỹ lệ bí cảnh bồi Giang tiểu nua một ngày, xem như đối nàng đền bù một chút. Rất nhanh, Giang giật tìm được một cái tiểu bí cảnh, bí tịch này quá nhỏ, minh tộc đều chẳng muốn khống chế, bên trong không có cường đại hỗn độn thú loại hình, chỉ có một ít cấp thấp dã thú, phong cảnh ngược lại là mỹ lệ. Hưu, Giang giật khống chế thiên đình tại phương viên trăm vạn lý phi hành một vòng, xác định không có minh tộc về sau, truyền tống ra thiên đình tiến vào bí cảnh. Hắn đứng tại bí cảnh bên trong một tòa bên hồ nhỏ, lấy ra một chút đồ ăn rượu ngon, lẳng lặng chờ đợi Giang Tiểu Nô xuất quan. Ông, sau mười mấy canh giờ, Giang Tiểu Nô xuất quan, Giang giật đưa nàng truyền tống ra, thâm tình nhìn qua nàng nói, Tiểu Nô, cho người kiện thứ hai phần thưởng, Hôm nay thiếu gia đều thuộc về ngươi. A, à, Giang tiểu nô mặt lập tức đỏ như quả táo, bất quá nàng rất nhanh toàn thân đều run rẩy, trong mắt thanh lệ trượt xuống, si ngốc nhìn qua Giang giật, trong lúc nhất thời tuy có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nói cái gì. Nàng đợi cái này một ngày, chờ quá lâu quá lâu. Chương 2036, tiểu thử thiết thú. Tại bí cảnh bên trong bồi Giang tiểu nô một ngày, thuận lợi để Giang tiểu nô từ thiếu nữ tiến hóa làm nữ nhân chân chính đối với giang tiểu nô tới nói cái này một ngày là nàng đời này hạnh phúc nhất một ngày bởi vì nàng chờ đợi nhiều năm rốt cuộc chờ đến cái này một ngày cái này một ngày giang giật cũng toàn bộ thuộc về nàng một người giang giật về tới thiên đình tiếp tục đi đường giang tiểu nô cũng không có đi tu luyện mà là mỗi ngày cùng giang giật dính tại cùng một chỗ khoảng cách cái kia tên là hắc vương bí cảnh chỉ có hơn một ngày hành trình giang giật cũng không đi quản nàng một ngày rưỡi về sau giang giật thành công đã tới hắc vương bí cảnh cái này bí cảnh phụ cận lại có mấy cái đại bí cảnh, mà lại đều chú đóng minh tộc quân đội, một cái đại bí cảnh bên trong còn có minh vương. Căn cứ minh địch nói, cái này hắc vương bí cảnh bên trong mặc dù có thiên địa bản nguyên, nhưng bên trong có một loại phi thường chân quý linh dược, có thể làm cho minh tộc nhục thân nhanh chóng mạnh lên, sở dĩ phụ cận đồn chú trọng binh là vì tại hắc vương bí cảnh bên trong đảo lấy linh dược. Không có chuyện gì để nói, giang giật bắt đầu đồ sát, thả ra thử thiết thú phong trùng đem phụ cận minh tộc toàn bộ cho xử lý. Cái kia Minh Vương bị thử thiết thú truy sát vạn lý, trực tiếp đụng chết, thử thiết thú trong hư không chuyển mấy chục giới đem Minh tộc quân đội đụng đến thất linh bát vái. Phong trùng xuất động từng mảnh từng mảnh gặm ăn, đồ sát tốc độ rất nhanh. Tầm nửa ngày sau, phương viên ngàn vạn dặm không còn có một cái Minh tộc. Giang giật để Si Hồng dò xét một hồi, Si Hồng truyền âm nói, bên trong thật có thiên địa bản nguyên, bất quá. Là hỏa chi nguyên cùng thổ chi nguyên, cũng không có kim chi nguyên. Không có kim chi nguyên. Giang giật có chút thất vọng, hỏa chi nguyên hắn đã đã hấp thu không ít, có thể sử dụng rất dài rất dài thời gian. Thổ chi nguyên vừa không lâu mới đến, đều không chút dùng, hắn muốn nhất là kim chi nguyên A. Thiên địa này bản nguyên không cưỡng cầu được, Giang giật chỉ có thể hạ bí cảnh bên trong, hắn đi vào cũng không có cảm ứng được trọng lực, không bằng hắn đồng dạng phát hiện một tảng đá lớn, cùng luân minh bí cảnh bên trong giống nhau như đúc. Ha ha, trong này sẽ không cũng có một cái thử thiết thú A. Giang giật mừng rỡ, giống như có thể lại thuần hóa một cái thử thiết thú vậy là tốt rồi chơi, hai cái thử thiết thú nhưng so sánh hai cái phong đế cấp cường giả A. Si hồng thanh âm vang lên, bên trong thật có sinh mệnh khí tức, bất quá là không phải thử thiết thú cũng không biết, mà lại sinh mệnh khí tức không có thử thiết thú như vậy cường đại. Hưu, cái này thổ chi nguyên khẳng định là bị phong ấn, có phải là vì thuận tiện minh tộc lấy linh dược? Giang giật tìm được loại linh dược này, kia là tại hỏa chi nguyên phụ cận sinh trưởng một loại kỳ lạ ma cô, cụ thể Giang Giật không biết có cái gì công hiệu, đây là cho minh tộc phục dụng, Giang Giật cũng không dám phục dụng. Hưu, Giang Giật trước thu nhập hỏa chi nguyên, lửa này chi nguyên bên trong cũng không có linh thú, đương nhiên cho dù có đoán chừng cũng sớm bị minh tộc cho chém giết, dù sao minh tộc cần ngắt lấy lửa này chi nguyên phụ cận ma cô. Hấp thu mấy canh giờ, Giang Giật đem hỏa chi nguyên toàn bộ hấp thu, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem phụ cận ma cô đều thu lấy. Phản nhất về sau hữu dụng đâu có thể tại hỏa chi nguyên phụ cận sinh trưởng ma cô chắc chắn sẽ không có kịch độc a à, hưu hắn bay lên không hướng xa xa khối cự thạch này bay đi các loại chờ đến cự thạch phụ cận hắn bay thấp xuống tới lấy ra thiên đình sau đó đem thử thiết thú lấy ra hắn truyền âm nói xì sì, thiết thú đi đem cự thạch kia đụng nát bò o bò o thử thiết thú cuồng chạy mà đi bởi vì nơi này thổ chi nguyên bị phong ấn không có trọng lực thử thiết thú va chạm lực rất cường đại, tốc độ đạt đến cực hạn hung hăng hướng cự thạch đánh tới. Oanh, mắt, một đạo chấn thiên tiếng giống cùng tiếng nổ đồng thời vang lên, giang giật đôi mắt phát sáng lên, cự thạch bên trong hoàn toàn chính xác có một cái thử thiết thú, cùng hắn thử thiết thú giống nhau như đúc, bất quá hình thể ít đi một chút, chiến lực khẳng định không bằng hắn thử thiết thú. Kích thương nó, đừng giết chết, giang giật truyền âm cho thử thiết thú, thử thiết thú đã là hắn linh thú, sẽ không kháng cự mệnh lệnh của hắn, quay đầu chạy hết tốc lực ngàn dặm, Hướng tiểu thử thiết thú đánh tới. Cái kia tiểu thử thiết thú cũng nổi giận đụng nhau mà đến, hai đạo màu đen dòng lũ hung um hăng đụng vào nhau. Ầm, um, một đạo trầm muộn nổ vang, hai cái thử thiết thú đụng nhau phụ cận không gian đều tầng tầng vỡ ra, hai cái thử thiết thú đều bay ngược mà đi. Bất quá thực lực chênh lệch rất rõ ràng, đại thử thiết thú chỉ là bay ngược ngàn trượng, cái kia tiểu thử thiết thú lại bay ngược mấy ngàn trượng, vẫn là lăn lộn đi ra. Hưu, đại thử thiết thú tại một lần chạy như bay, đem tiểu thử thiết thú lần lượt đụng bay kia tiểu thử thiết thú đều bị đụng mộc, bắt đầu còn có thể đụng nhau mấy lần, đến đằng sau chỉ có thể chơ mắt bị đụng bay. Một lần, mười lần, một trăm lần, tiểu thử thiết thú trên thân vết thương trồng chất, giang giật động khống chế thiên đình bay qua phóng thích sinh mệnh chi đằng, bắt đầu hút tiểu thử thiết thú trên người sinh mệnh chi lực. Cái này tiểu thử thiết thú mặc dù chiến lực yếu đi một chút, nhưng phòng ngự cùng tốc độ lực lượng đồng dạng rất khủng bố, chỉ so với đại thử thiết thú yếu một ít thôi, là một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ sinh mệnh chi đằng nhanh chóng hấp thu tiểu thử thiết thú sinh mệnh chi lực, hao tốn 3 canh giờ, giang giật đem tiểu thử thiết thú bắt bỏ vào thiên đình bên trong. Sự tình phía sau dễ làm, có đại thử thiết thú làm vết xe đổ, tiểu thử thiết thú bị giang giật uy bức lợi dụng một phen, ngoan ngoãn luyện hóa hồn trùng trở thành giang giật linh thú. Ầm ầm, giang giật trên thân bắn ra, đối phía dưới mặt đất hung hăng chém ra một kiếm. Mặt đất quả nhiên rung động kịch liệt, tiếp lấy một cỗ kinh khủng trọng lực từ phía dưới truyền đến, nơi này cấm chế bị giang giật phá hủy, thổ chi nguồn gốc từ vậy mà bắt đầu phóng thích trọng lực. Giang giật ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem thổ chi nguyên từng điểm từng điểm hấp thu, hao tốn sau 3 canh giờ, giang giật đem thổ chi nguyên toàn bộ hấp thu. Đi cái nào, đứng tại bí cảnh bên trong, giang giật có chút mờ mịt, thiên địa chi đại, hảo hãn vô biên, bí cảnh mấy ngàn vạn cái, hắn nên đi cái nào tìm kiếm kim chi nguyên đâu. Kim chi nguyên là cái dạng gì giang giật không biết, si hồng kỳ thật cũng không biết, cửu dương thiên đế đang ngủ say, giang giật không dám đánh quấy. Cửu dương thiên đế hồn lực không nhiều, hắn hồn lực mỗi lần vận dụng một phần, liền sẽ sớm một khắc hồn phi phách tán, giang giật đương nhiên sẽ không không có việc gì đánh thức hắn. Minh địch là xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương, hắn đều chỉ biết rõ ba cái địa phương có thiên địa bản nguyên, còn lại cấp thấp minh tộc khẳng định không biết. Giang giật nghĩ nghĩ, đem ánh mắt khóa chặt tại thiên vũ giới cùng thiên tượng giới bên kia hai cái bí cảnh bên trong. Minh địch xác định kia hai cái bí cảnh có thiên địa bản nguyên, giang giật không có khả năng từ bỏ tiềm hành đi qua, giang giật đã từng cùng thanh đế từng có ước định, không đi nháo sự, cũng không cùng hắn người sinh ra bất luận cái gì tranh chấp. hắn không thể quang minh chính đại đi thanh đế đại quân phụ cận địa bàn, không bằng hắn lại có thể tiềm hành đi qua. hắn có linh nguyễn thuật, chỉ cần không tao ngộ phong đế cấp tựu không ai nhìn rõ. hắn còn có tiềm ẩn thuật, không tao ngộ ngụy đế cấp cũng không phát hiện được. si hồng thần thức cường đại, hắn nhẹ nhóm có thể tránh lính tuần tra sĩ, chỉ cần cẩn thận ta, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi, Giang giật trầm tư một lát, dứt khoát quyết định qua bên kia hai cái bí cảnh. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết hấp thu kim chi nguyên về sau, hắn lôi điện áo nghĩa phải chăng có thể đại thành. Cái này liền cửu dương thiên đế đều cảm thấy bất phàm áo nghĩa, đại thành sau đến tột cùng có dạng dị uy lực kinh khủng. chương 2037, gan nhỏ chết đói. Thanh đế nghe theo bán quái sơn người đề nghị, không có vội vã đi chiếm lĩnh thiên tề giới, mà là vững chắc thiên tượng giới cùng thiên tiên giới. Thiên tượng giới đại trận đã kiến tạo hoàn tất, truyền thống thần trận đã sớm xây xong, bắt đầu di chuyển nhân khẩu tới trùng kiến thiên tượng giới bên trong thành trì, triệt để chiếm lấy cái này giới diện. Ngoại trừ thiên cương giới ngoại, thanh đế cũng không có đem các đại giới diện ban cho bất luận cái gì gia tộc, toàn bộ thống nhất quản lý, tài nguyên tập trung quản chế. Mỗi cái giới diện đều là quân đội trực quản, có nghiêm khắc luật pháp, vô luận là ai, là bất luận cái gì gia tộc, dám can đảm xúc phạm luật pháp giết chết bất luận tội. Chỗ tốt như vậy có thể chỉnh hợp tất cả tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng cường giả. Đương nhiên đây là thành lập tại Thanh đế cường đại đế uy phía dưới, nhân tộc chưa từng có đoàn kết, không có gia tộc dám làm loạn, bí mật giở trò, xâm chiếm các loại tài nguyên loại hình. Cuồng gia viêm gia, đao gia công dương gia tộc các loại chờ đại gia tộc tộc trưởng, trong lòng đều tin tưởng, chỉ cần có thể thành công trấn áp minh tộc, đến lúc đó các tộc đều có thể vinh hoa phú quý, vạn thế xưng bá. Đi bá chủ đi tranh đoạt lợi ích tài nguyên hoàn toàn không cần thiết ai cũng không biết đạo minh tộc lúc nào liền sẽ đánh tới, đem những này giới diện lại cướp đoạt đi qua. Siêu cấp đại gia tộc bất loạn, bình thường đại gia tộc tự nhiên là không dám làm loạn, tiểu gia tộc càng là không dám có bất kỳ cử động. Sở dĩ gần nhất nhân tộc tình thế một mảnh tốt đẹp, chưa bao giờ xuất hiện nội loạn, thanh đế cổ vũ nhân tộc sinh dục, tu luyện. Bất luận lớn nhỏ gia tộc tử đệ, chỉ cần ngươi có thiên tư, chỉ cần ngươi dám liều mệnh, liền có thể thu hoạch được vô hạn tài nguyên bồi dưỡng, liền có thể trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió không thể không nói, thanh đế mấy tay này vẫn là chơi đến rất xinh đẹp. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc dạng này phát triển tiếp, chỉ cần 10 năm nhân tộc sẽ bồi dưỡng ra một đoàn cường giả. Dù sao nhân tộc chiếm đoạt như vậy bí cảnh, tài nguyên, bảo địa, mỗi thời mỗi khác đều tại bồi dưỡng cường giả. Đánh xuống thiên tiên giới thứ 10 ngày, lần hậu dẫn đầu một đám trận pháp sư tương thiên tiên giới cử thiên tỏa tinh đại trận cũng kiến tạo thành công. Thanh đế quả quyết hạ lệnh, triệu tập đại quân đi thiên tề giới, chiếm lĩnh thiên tề giới lần này lân hậu tự mình dẫn đội chỉ cần kiến tạo đại trận thiên tề giới cũng liền triệt để thuộc về nhân tộc lân hậu làm việc rất ra sức bất quá lân hậu nội tâm có chút lo lắng bởi vì nhân tộc tiến triển được quá nhanh chiếm lấy giới diện nhiều lắm mà nhân tộc quân đội cùng cường giả lại là quá ít quá ít nhân tộc chiếm lĩnh giới diện đã có thiên hồng giới thiên linh giới thiên cương giới thiên vũ giới thiên tượng giới thiên tiên giới thiên tề giới thập đại giới diện nhân tộc đã chiếm cứ 7 cái. Mà nhân tộc đại quân tinh nhuệ có bao nhiêu, toàn bộ cộng lại tối đa cũng tựu 6 ngàn vạn, nhân tộc phong đế cấp cường giả có bao nhiêu viêm đế, cuồng đế, lân hậu, bán quái sơn người, nhau đế, thạch đế, phong đế, ngân đế, tăng thêm bên trên thanh đế cùng nửa cái phong đế cấp hạ vũ, hết thảy mới 10 cái. 10 cái phong đế cấp, 6 ngàn vạn đại quân, lại muốn chấn thủ bảy đại giới diện, cái này đã không thể dùng phí sức đến thuyết minh, là thật to không đủ a à? bảy đại giới diện, bên ngoài còn có đếm không hết bí cảnh. Rất nhiều bí cảnh bên trong đều có phúc địa, có nguyên thủy đạo thiên bí cảnh, những này bí cảnh đều là cực tốt chỗ tu luyện, không có khả năng không phái binh chấn thủ A. Bảy đại giới diện bên ngoài có vô tận hư không, lớn như thế địa bàn, không người có thể không phái tuần bên cạnh dùng dò xét quân tình A. Giống như, minh tộc quy mô tiến công, phái ra mấy chục con đại quân, phòng qua thiên tể giới thiên tiên giới thiên tượng giới, đi phân biệt tiến công thiên hồng giới thiên cương giới thiên vũ giới, Nhân tộc là cứu còn không cứu? Cứu, nhân tộc đại quân thế thất phân tán, cường giả cũng sẽ phân tán, đến lúc đó rất dễ dàng bị Minh tộc từng cái công phá. Minh cổ có thể không thèm để ý cấp thấp minh tộc, nhưng nhân tộc có thể không thèm để ý phổ thông con dân sao? Mỗi cái giới diện bên trong đều di chuyển đại lượng nhân tộc tới, một khi giới diện bị công phá, những này phổ thông nhân tộc sẽ biến thành minh nô, sẽ biến thành minh tộc chiến sĩ, biến thành cái xác không hồn. Nghĩ đến một màn kia, Lân Hậu đều có chút không rét mà run. Vấn đề ở chỗ, thanh đế sẽ vứt bỏ những này tới tay thịt ngỡ, sẽ vứt bỏ cái này từng cái đại giới mặt coi như thanh đế bỏ qua, cuồng đế viêm đế bọn người sẽ bỏ không phải a. À. Dù sao đạt được những này đại giới mặt, nhân tộc mới có thể có đến nhiều tư nguyên hơn, mới có thể nhanh chóng phát triển. Chẳng lẽ đây là minh tộc mưu kế? Lần Hậu đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ, minh tộc không ngừng chiến bại, không ngừng bỏ qua giới diện có phải hay không minh tộc ngu kế cố ý để nhân tộc đạt được lớn như vậy địa bàn để cho lòng tham không đáy, cuối cùng đang sống bể bụng mà chết. Nhưng minh tộc chiến bại, đây không phải giả tượng, tại thiên tượng giới ngoại chết nhiều như vậy minh tộc chiến sĩ không phải giả, giang giật đồ sát thiên tiên giới cùng thiên tề giới cũng không phải giả. Lần hậu không nghĩ ra, ngay tại nàng ngựa không dừng vó đem thiên tề giới cử thiên tỏa tinh đại trận kiến tạo sau khi thành công, một tin tức truyền đến để nội tâm của nàng lo lắng nặng hơn mấy phần. Trinh sát dò xét tin tức hồi báo, thiên ma giới cùng thiên cô giới cường đại minh tộc toàn bộ rút lui đi minh giới giờ phút này hai đại giới diện hoàn toàn không đề phòng ngoại trừ minh giới phụ cận bí cảnh sở hữu bí cảnh bên trong minh tộc toàn bộ triệt để đi minh giới tin tức này không chỉ có đem lân hậu kinh hãi tự liền thanh đế bán quái sơn người viêm đế cuồng đế nho đế bọn người cho giật mình minh tộc toàn diện co rút lại đem trong tay địa bàn chắp tay nhường cho hai khối to lớn bánh gato đứng sừng sướng ở hư không bên trong chỉ cần nhân tộc muốn lập tức liền có thể một cái nuốt vào Thanh đế không có hạ mệnh lệnh công chiếm hai cái này giới diện, mà là triệu tập người hoàng, cùng nhau thương nghị. Lân hậu lập tức biểu lộ cái nhìn của mình, kiên quyết không đồng ý đi chiếm lĩnh thiên ma giới cùng thiên cô giới. Trước mắt nhân tộc binh lực đã thiếu nghiêm trọng, giống như còn đi chiếm lấy kia hai cái giới diện, nhân tộc liền sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Cuồng đế lại khác ý lân hậu thuyết pháp, hắn thấy minh đế còn không có xuất thế, đây là thời cơ tốt nhất. Minh cổ rõ ràng sợ thanh đế, chỉ cần minh đế không xuất thế, cái nào Minh Vương là thanh đế đối thủ Minh tộc co rút lại đây là rất bình thường, nhân tộc vừa vặn đánh xuống tất cả địa bàn, lại uy hiếp Minh giới. Cầm xuống cửu cái đại giới mặt, nhân tộc đem có thể được đến vô tận địa bàn cùng tài nguyên. Chỉ cần cho nhân tộc thời gian 10 năm, liền có thể bồi dưỡng ra vài ức đại quân tinh nhuệ, càng nhiều phong vương cấp, ngụy đế cấp, thậm chí phong đế cấp. Đến lúc đó coi như Minh đế xuất thế, nhân tộc lại có sợ gì chi? Cuồng đế nói cũng không phải là không có đạo lý, nhân tộc vốn là thế yếu, nguyên bản minh đế xuất thế nhân tộc lập tức sẽ bị tiêu diệt thật không cho dịch thanh đế không chịu thua kém nhân tộc cục diện nghịch chuyển giống như không nắm chắc nắm chắc cơ hội chờ minh đế xuất thế nhân tộc sẽ thảm hại hơn gan nhỏ chết đói gan lớn ăn no viêm đế nho đế mấy người cũng là ý tưởng như vậy tự liền ngụy bình bình hạng khôi đều đồng ý cầm xuống hai cái giới diện thạch đế ngân đế phong đế cũng là như thế ý nghĩ chân trần không sợ mang giày nhân tộc vốn là muốn diệt phong có cơ hội tự nhiên muốn nắm chắc Hạ Vũ không có tỏ thái độ, bán quái sơn người trần chờ bất định, cuối cùng thanh đế cắn răng đánh nhịp, cầm xuống hai cái giới diện, hắn tự mình tỏa trấn cùng minh giới đến gần thiên cô giới, uy hiếp minh giới. Tại thanh đế xem ra, chỉ cần minh đế không xuất thế, liền không có minh vương là hắn một trận chiến chi địch. Thừa dịp minh đế còn không có xuất thế, đem nhân tộc phát triển lớn mạnh, đây mới là vương đạo, mới là nhân tộc phục hưng chi đạo. chương 2038 chẳng lành báo hiệu. Thanh đế điều tập ngàn vạn đại quân, chia hai cỗ, bốn vị phong đế cấp dẫn đội lao tới thiên ma giới thiên cô giới, còn không có công chiếm hai đại giới diện, thiên hồng giới bên này liền bắt đầu cuồng hoan chúc mừng. Thập đại giới diện, ngoại trừ minh giới bên ngoài, toàn bộ muốn rơi vào nhân tộc chi thủ. Năm đó thiên đế tại vị thời điểm, nhân tộc cũng là khống chế chín đại giới diện, minh giới một mực tại minh tộc trong tay. Thanh đế thượng vị lúc này mới bao lâu, tự nhẹ nhõm đặt xuống chín đại giới diện, đã khôi phục năm đó nhân tộc vinh quang cùng thịnh thế còn kém triệt để trấn áp minh tộc, đem minh đế xử lý, để minh tộc cúi đầu xưng thần. Thiên hồng giới dân chúng bình thường cũng không hiểu rất rõ tiền tuyến quân tình, bọn hắn chỉ là biết rõ chín đại giới diện đã bị nhân tộc chiếm lấy, minh tộc bị chạy về minh giới, đây chính là thái bình thịnh thế, đây chính là vinh quang chi thế. Thanh đế bị mang lên vô hạn cao vị trí, công tích siêu việt rất nhiều ngày đế, biến thành vạn cổ nhất đế, cửu dương thiên đế đều không thể cùng hắn so sánh. Dù sao nhân tộc kém chút diệt thế, là bởi vì cửu dương thiên đế bị minh đế xử lý. Mà thanh đế cứu vất nhân tộc, ngoại trừ khai sáng nhân tộc đại nghiệp đời thứ nhất thiên đế, lịch đại thiên đế ai cũng dạng này công tích. Dân chúng bình thường cũng không biết rõ, nhân tộc đại quân tinh nhuệ có bao nhiêu, không biết đại quân cùng cường giả phân tán, mỗi cái giới diện cường giả ít đến thương cảm. Bọn hắn chỉ biết là thanh đế thu phục sở hữu giới diện, chỉ biết là đi theo thanh đế, nhân tộc có thể khai sáng trăm vạn năm thịnh thế. 13 ngày hội, tin tức truyền về thiên ma giới cùng thiên cô giới bị công chiếm xong đến, lân hậu đã lao tới đi lưỡng giới tu kiến cửu thiên tỏa tinh đại trận. Thanh đế tự mình dẫn thạch đế ngân đế phong đế bán quái sơn người nho đế hạ vũ, ngoài ra còn có ba ngàn vạn đại quân đi thiên cô giới, uy hiếp minh giới. Lần này thiên hồng giới cùng bảy đại tiểu thiên thế giới, cùng rất nhiều có thể được đến tin tức vạn của tiểu giới triệt để vỡ tổ. Người người đi ra phố lớn vạn tộc cùng vui mừng, các thành trì bắt đầu tu kiến thanh đế pho tược, toàn thành quỳ lạy, trong lúc nhất thời thanh đế uy vọng vô tiền khoáng hậu, ai nếu dám nói thanh đế không phải đế tinh đoán chừng sẽ bị phổ thông dân chúng tươi sống xé nát. Thanh đế quá mạo tiến, thiên vũ giới phụ cận hư không bên trong, giang giật tiềm phục tại một chiếc hỗn độn thần chu bên trong. Nghe thần châu bên trong những cái kia quân sĩ bên trong chính khí thế ngất trời nghị luận, thanh đế đánh xuống thiên ma giới thiên cô giới sự tình, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Ngụy trang một cái bình thường quân sĩ ẩn núp vào hỗn độn thần chu bên trong, đây đối với giang giật quá dễ dàng. Linh huyễn thuật ngụy đế cấp đều nhìn không thấu, Giang giật tùy ý bắt một người quân sĩ ném vào thiên đình bên trong, chính mình lắc mình biến hóa liền có thể lẫn vào trong đại quân. Giang giật bản ý là muốn dò xét thoáng cái thiên vũ rơi có cái gì cường giả tỏa chấn, phụ cận tuần tra quân sĩ bố trí loại hình. Hắn có muốn hay không đại khai sát giới, không muốn nháo sự, chỉ muốn lên lén tiến vào thiên vũ rơi phụ cận cái kia bí cảnh bên trong, đem bên trong thiên địa bản nguyên hấp thu. Lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn như vậy thời gian thanh đế thế mà đặt xuống thiên ma giới cùng thiên cô giới. Hoàn toàn chính xác quá mạo tiến, si hồng truyền âm ra nói, nhân tộc điểm ấy binh lực, chịu không được quá lớn giải vò. Kia hai cái giới diện rõ ràng là minh cổ cố ý tặng cho thanh đế, minh tộc thực lực cũng không có bị trọng thương, tùy thời có thể dùng xuất kích. Thanh đế thật đúng là cho là hắn một người liền có thể uy hiếp toàn bộ minh tộc không dám động hắn dám giết nhập minh giới sao. Giang giật truyền âm qua hỏi, si hồng đại nhân, Minh giới bên trong rất khủng bố thanh đế cũng không dám đi vào. Không dám, si hồng truyền âm nói, thanh đế vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, minh giới bên trong có minh ma chu thần đại trận, thanh đế như đi vào bị khốn trụ ở bên trong, không nói đánh giết ma hóa đi, bị nhốt cái 10 năm 8 năm rất đơn giản. Sở dĩ, thanh đế uy hiếp minh tộc quả thực là hoang đường đến cực điểm, minh tộc tùy ý có thể xuất kích, mấy cái đại quân tề động, thanh đế truy sát cái này đại quân. Ai, giang giật mặt không biểu tình, nội tâm càng phát nặng nề, hắn cùng thanh đế ân oán là ân oán cá nhân, thanh đế chết hắn không thèm để ý, nhưng nhân tộc đại quân như che diệt, vậy liền cũng không còn cách nào cơ hội vùng lên. Giống như thanh đế ổn đánh ổn đâm, một bước một cái dấu chân, chậm rãi phát triển lớn mạnh, giang giật đối thanh đế vẫn là nhìn kỹ. Dù sao thanh đế đạt đến thiên đế chiến lực, minh đế cũng là cảnh giới này, hưu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết. Nhân tộc đại quân phân tán, minh tộc vì thời có thể đánh lén hậu phương, từng cái tiêu diệt trọng yếu nhất chính là minh đế có thể tiềm phục tại nhân tộc bên trong minh đế đa mưu túc trí một khi xuất thủ đây tuyệt đối là lôi đình một kích nhân tộc đem vạn kiếp bất phục được rồi mặc kệ ta đi trước làm thiên địa bản nguyên sang giật muốn quản cũng không quản được hắn ai sẽ nghe hắn ra thanh đế trước mặt đoán chừng sẽ bị một bàn tay chụp chết a hắn nhắm mắt lại tu luyện chờ hỗn độn thần chu tại phụ cận bí cảnh dừng lại về sau hắn lặng yên tiềm hành rời đi thuận tay đem bắt được cái kia quân sĩ để si hồng phong ấn ký ức, ném ra ngoài. Thiên vũ giới bên trong cũng không có cường giả, chỉ có mấy cái ngụy đế cấp chân thủ, còn có 10 triệu đại quân. Phụ cận bí cảnh ngoại trừ những cái kia tu luyện bí cảnh cùng tài nguyên bí cảnh bên ngoài, cũng không có quân đội chấn thủ. Giang giật muốn đi cái kia bí cảnh là tử địa, căn bản không có quân đội tại phụ cận dừng lại. Nhẹ nhóm tìm tới bí cảnh, si hồng dò xét một phen, hồi báo một cái để Giang giật thất vọng vô cùng tin tức, bên trong thật có thiên địa bản nguyên, lại là mộc chi nguyên, bên trong có vô số yêu thụ, không ai dám đi vào. Đối với phổ thông võ giả tới nói nơi này là tử địa, đối với giang giật tới nói nơi này lại là bảo địa. Giang giật đâm xuyên bí cảnh đi vào, nhìn thấy bên trong ít nhất có mấy chục vạn thụ yêu về sau, đôi mắt kim quang vạn trượt, đây chính là mấy chục vạn cái ngụy đế cấp A. Nhẹ nhóm tại tùng lâm chỗ sâu tìm được mộc chi nguyên, giang giật hấp thu về sau, lại nhiều một cái sinh mệnh chi đằng còn nhiều thêm hơn 60 vạn thụ yêu khôi lỗi. Thiên đình bên trong có đầy đủ không gian, Giang giật đem toàn bộ thụ yêu thu vào. Đi thiên tượng giới, Giang giật không dám ở nơi này dừng lại quá lâu, dù sao thế giới này có thể thu phục thụ yêu chỉ có hắn, vạn nhất bị người phát hiện cái này bí cảnh thụ yêu biến mất, khẳng định hội hoài nghi hắn tới qua. Hắn đâm xuyên ra ngoài, tiến vào tiềm ẩn trạng thái, lại bắt đầu dài rằng giặc tiềm hành hành trình. Có si hồng cường đại thần thức, cái này hư không gần như không đề phòng, thậm chí hắn rời đi thiên vũ giới phụ cật, đều không cần tiềm ẩn, để thiên phượng đại đế ra mang theo hắn phi hành là đủ. Cái này trong hư không thế mà không có trinh sát ẩn núp nếu như là cường đại minh vương, nhẹ nhóm có thể tiềm hành tới A. Ở trong hư không phi hành mấy ngày, Giang giật phát hiện thế mà đều không cần đường vòng, si hồng một mực không có đưa tin, mặt ngoài trên đường đi đều không có trinh sát. Giang giật đôi mắt bên trong vẻ lo lắng càng đập, hư không quá lớn, nhân tộc binh lực quá ít, đoán chừng ngoại trừ chừ mấy đại giới diện bên ngoài có trinh sát, toàn bộ hư không cơ bản đều không đề phòng. Vạn nhất có minh vương mang theo tiểu cỗ tinh nhuệ minh tộc tiềm hành tới, thiên vũ giới dạng này giới diện bên trong chỉ có mấy cái ngụy đế cấp. Cái này minh vương tiến nhập thiên vũ giới trong nháy mắt hủy đi truyền tống thần trận, kia thiên vũ giới bên trong nhân tộc sẽ toàn bộ biến thành minh nô. Hô hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình lo lắng không muốn biến thành sự thật, trông cậy vào minh đế chế mấy năm lại xuất thế lần nữa. Bất kể thế nào bản thân an ủi, Giang giật nội tâm từ đầu đến cuối có một cái chẳng lành báo hiệu, tựa hồ luôn có đại sự muốn phát sinh, mà là cái này một ngày còn sẽ không quá lâu. chương 2039, ăn miếng trả miếng. Thiên vũ giới bay đi thiên tượng giới thời gian muốn thật lâu, liền xem như thiên phượng đại đế mang theo Giang giật phi hành, trên đường không cần làm sao đường vòng, đồng dạng cần 10 ngày nửa tháng. Trên đường đi rất bình tĩnh, hư không bên trong không có bất kỳ cái gì nhân tộc trinh sát, ngược lại ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một hai cái lạc đàn minh tộc, bị thiên phượng đại đế trực tiếp xử lý. Giang giật trên đường đi không có việc gì, dứt khoát bế quan lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, mặc cho thiên phượng đại đế mang theo hắn phi hành. Gần nhất toàn bộ hồng mông thế giới rất bình tĩnh, thiên ma giới cùng thiên cô giới bị triệt để chiếm lĩnh, thanh đế an bài vô số trinh sát tại minh giới bốn phía bí cảnh bên trong. Chỉ cần minh tộc có bất kỳ dị động, hắn đều có thể trước tiên bị tin tức. Thiên cô giới khoảng cách minh giới rất gần, cùng thiên cương giới thiên linh giới không sai biệt lắm, dùng thanh đế tốc độ chỉ cần đại nửa ngày liền có thể đuổi tới. Sở dĩ minh giới nếu là xuất động đại quân, bên kia trinh sát bị giết, thanh đế có thể lập tức mang binh xuất chiến, uy hiếp chân áp minh tộc. Minh tộc thành thật, một mực co đầu rút cổ tại minh giới chưa hề đi ra. Lần hậu tại thiên cô giới kiến tạo cửu thiên tỏa tinh đại trận về sau, toàn bộ đại lão nội tâm lơ lửng một tảng đá lớn để xuống, cửu thiên tỏa tinh đại trận kiến tạo thành công, Minh tộc như nghĩ phá vỡ đại trận ít nhất cần thời gian, đầy đủ nhân tộc triệu tập cường giả cùng đại quân. Thanh đế rất cẩn thận, không chỉ tại các đại chủ thành kiến tạo truyền tống thần trận, còn tại mỗi cái giới diện ẩn nấp địa phương đều kiến tạo ba cái truyền tống thần trận. Coi như minh tộc tập kích bất kỳ một cái nào giới diện, trước tiên đem chủ thành bên trong truyền tống thần trận cho hủy đi, nhân tộc đại quân cùng cường giả cũng có thể theo ẩn nấp truyền tống trong thần trận liên tục không ngừng truyền tống tới. Tại từng cái truyền tống thần trận kiến tạo thành công, chư vị đại lão triệt để an tâm. Nhân tộc binh lực hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng có những này truyền tống thần trận hết thảy đều không phải là vấn đề, thanh đế tùy thời có thể dùng mang theo đại quân bốn phía truyền tống tiếp viện. Có thanh đế tại, cái kia minh vương dám mang binh đến công không muốn sống. Các đại giới diện ngay tại đại lượng di chuyển nhân tộc tới, nhân tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, thanh đế cổ vũ sinh dục, sinh được nhiều có thật to có thưởng. Dùng nhân tộc tạo ra con người tốc độ, không muốn mấy năm, mấy đại giới diện nhân tộc số lượng sẽ vượt qua mấy trăm lần. Chỉ cần nhân khẩu cơ số đi lên, dùng đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng thiên tài con em, 10 năm chi hậu nhân tộc cường giả có thể vượt qua mấy lần, quân đội tinh nhuệ cũng có thể vượt qua gấp 10, đến lúc đó liền là chân chính nhân tộc thịnh thế. Duy nhất để thanh đế có chút lo lắng có hai vấn đề, đầu tiên là minh đế đến cùng phải hay không tiềm phục tại nhân tộc bên trong, đệ nhị liền là giang giật hạ lạc. Giang giật lại một lần nữa mất tích, cái này khiến thanh đế rất là nhức cả trứng, Giang giật suốt quỷ nhập thần, mà lại trên người có đại sát khí, tùy thời có thể đối với hắn đế vị tạo thành uy hiếp, cái này khiến thanh đế ăn ngủ không yên. Vấn đề hết lần này tới lần khác lại không cách nào đánh giết Giang giật, giống như có thể nắm giữ hành tung của hắn, sẽ để cho thanh đế hội thoải mái hơn một chút. Báo, tại thanh đế đánh xuống thiên cô giới thứ 11 ngày, minh giới bên kia rốt cục có động tính. 50 triệu minh tộc đại quân đột nhiên xuất động, chia năm cô hướng ra phía ngoài xuất phát, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay đem thanh đế nằm vùng trinh sát toàn bộ diệt sát, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng đột tiến, ai cũng không biết đi nơi nào. Thanh đế giận tím mặt, lập tức triệu tập 3.000 vạn đại quân, ngự giá thân trinh mang theo các vị đại đế đánh tới minh giới, truy sát kia 50 triệu đại quân. Nhưng mà đại quân có 5 cỗ, thanh đế không dám chia binh, chỉ có thể truy sát trong đó một đội đại quân. Một đội đại quân tại thanh đế mang theo đại quân vừa xuất hiện về sau, lập tức rút lui về tới minh giới. Tại thanh đế thay đổi đầu thương truy sát còn lại đại quân lúc, còn lại đại quân nhao nhao quay đầu, rút về minh giới, chỉ là điều động một phần nhỏ cấp thấp minh tộc quân đội, chặn đánh thanh đế đại quân. Rời đi thanh đế đại quân xa nhất một đội quân, nhẹ nhóm công kích thiên cô giới bên ngoài một cái đại bí cảnh, đem bí cảnh bên trong mấy chục vạn nhân tộc đại quân đổ sát không còn, lượn quanh một vòng tròn sau về tới minh giới. Thanh đế mang theo mấy ngàn vạn đại quân truy sát đến minh giới bên ngoài, cuối cùng lại không dám vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài lượn quanh một vòng lớn, chu diệt một chút minh tộc trinh sát về sau, phẫn nộ rút quân. Thanh đế sau khi trở về, lại điều tập trinh sát đi minh giới bên ngoài bố trí, kết quả chỉ là sau một ngày minh tộc đại quân lần nữa xuất động, đem phía ngoài trinh sát toàn bộ cho xử lý. Lần này đều không đợi thanh đế triệu tập đại quân ra ngoài, minh tộc đại quân lập tức trở về co lại. Thanh đế nhức đầu, không xếp vào trinh sát đi, minh tộc đại quân tùy thời có thể xuất động, tùy thời có thể đánh lén thiên cô giới bên ngoài mấy cái nguyên thủy đạo thiên tài nguyên bí cảnh trừ phi những cái kia bí cảnh từ bỏ nhưng coi như không muốn những này bí cảnh không xếp vào trinh sát ai ngờ đạo minh tộc đại quân có thể hay không vụng trộm đi vào hư không đi công kích còn lại giới diện cùng nhân tộc khống chế bí cảnh minh cổ đoán chắc thanh đế không dám vào công minh giới sở dĩ tứ không kiêng sợ thanh đế nhân vật như vậy không có khả năng mang theo đại quân hàng năm tại minh giới bên ngoài hư không đóng giữ a à. Thanh đế triệu tập người hoàng thương nghị đối sách, mọi người nhưng không có biện pháp tốt hơn. Dù sao thanh đế không có khả năng hàng năm tỏa chấn đi minh giới bên ngoài, giống như phái cuồng đế viêm đế thạch đế bọn người đi, vạn nhất bị đánh lén chém giết đâu. Cuối cùng bán quái sơn người nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, cái kia chính là xuất lĩnh đại quân đem minh giới bên cạnh năm cái đại bí cảnh tấn công xong đến, sau đó đồng dạng tu kiến cửu thiên tỏa tinh đại trận cùng truyền tống thần trận, thường trú đại quân dạng này không chỉ có thể thời khắc giám thị minh tộc đại quân, giống như minh tộc đại quân công kích bí cảnh, bên này có thể tùy thời triệu tập đại quân đi qua tiếp viện, thanh đế có thể trước tiên truyền tống đi qua. Thanh đế đánh nhịp quyết định, bắt đầu triệu tập đại quân ngự giá thân trinh, tiến đánh minh giới bên ngoài ngũ đại bí cảnh. Chỉ cần đánh xuống cái này ngũ đại bí cảnh, minh giới tự thời khắc có thể tại nhân tộc trong khống chế, có bất kỳ dị động bên này có thể trước tiên biết được. Ngoại trừ lân hậu tỏa chấn thiên cô giới bên ngoài, sở hữu cường giả đều xuất động, điều tập 3.000 vạn đại quân, bay thẳng minh giới bên ngoài ngũ đại bí cảnh. Lần này thanh đế vô cùng cẩn thận, không có chia binh, từ trước đến nay đại quân cùng đi, để minh tộc không thể thừa cơ hội. Đại quân còn không có đến bí cảnh, minh tộc nghe ngóng rồi chuồn, từng cái đại bí cảnh bên trong minh tộc nhanh chóng rút lui, toàn bộ rút về tiến vào minh giới. Chỉ là nửa ngày thời gian, nhân tộc nhẹ nhõm tấn công xong ba cái đại bí cảnh. Một ngày về sau, ngũ đại bí cảnh toàn bộ bị chiếm cứ, Nhân tộc Đại quân đối với Minh giới hình thành vây kín chi thế, Thanh đế truyền lệnh để Lân Hậu dẫn người tới kiến tạo Cửu Thiên Tỏa Tinh đại trận. Lân Hậu còn không có xuất động, mấy cái tin tức động trời truyền đến, thiên tượng giới phụ cận 10 cái bí cảnh đồng thời tao ngộ Ngụy Đế cấp Minh Vương tập kích, bên trong nhân tộc quân đội toàn quân bị diệt. Một canh giờ sau, Thiên Tiên giới bên kia truyền đến tin tức, bên kia bí cảnh cũng gặp tập kích. Minh tộc không có xuất động quân đội, chỉ là xuất động hơn 20 cái phổ thông Minh Vương mà lại cái này hơn 20 cái minh vương cơ hồ là đồng thời công kích, chu diệt bí cảnh bên trong quân đội sau lập tức rút lui, nhân tộc bên này đã đã mất đi minh vương hành tung. Một nửa canh giờ về sau, thiên vũ giới bên kia chuyển đến cấp báo, thiên vũ giới bên ngoài bí cảnh đồng thời minh vương bị tiến công, nhân tộc quân đội lần nữa tổn thất trăm vạn. Tại thanh đế giận dữ không thôi lúc, thiên hồng giới bên kia lần nữa chuyển đến tin khẩn, mấy đại gia tộc tộc trưởng đột nhiên làm phản, mang binh giết tới thanh đế phong, đem thiên đình cho hủy đi, Đao gia tộc nhân bị huyết tẩy, không còn một mống. A a a, Thanh đế sau khi lấy được tin tức này, cũng không còn cách nào che giấu nội tâm nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét ba tiếng. Sau đó làm ra một cái điên cuồng quyết định, hắn quyết định mang theo mấy đại phong đế cấp tiến công Minh giới, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, tại Minh giới bên trong trắng trợn tàn sát. Cắt cắt chương 2040, dưới hố trời, Thiên Vũ giới, Thiên tượng giới, thiên Tiên giới bên ngoài bí cảnh cơ hồ là đồng thời tiến công mà lại đều là ngụy đế cấp minh vương, không có quân đội, một khích tự lui. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ minh tộc sớm có dự mưu, những này minh vương đã sớm tiềm phục tại giới diện bên ngoài bí cảnh bên trong. Nhân tộc không có nhiều như vậy binh lực, không cách nào mỗi cái bí cảnh từng cái dò xét, lại nói coi như dò xét phổ thông trinh sát cũng dò xét không đến minh vương. Còn có thiên hồng giới làm phản, mấy cái kia đại gia tộc khẳng định sớm đã bị minh tộc lặng yên khống chế, một mực nội ứng tại thiên hồng giới. Đây hết thảy hết thảy đều là minh cổ tại hướng thanh đế thị uy, cho thấy coi như thanh đế khống chế chín đại giới diện, hắn cũng tùy thời có thể phá vỡ thanh đế thống trị. Hắn đem thanh đế trên đỉnh thiên đình cho san thành bình địa, kia càng là hung hăng đánh thanh đế mặt. Thanh đế có thể làm sao? Đuổi theo giết những cái kia minh vương, đi kia truy sát nhân tộc binh lực quá ít, chín đại giới diện, vô số bí cảnh đem nhân tộc quân đội cho gánh vác. Hắn có thể mang theo 3.000 vạn quân đội xuất trinh, đã là nhân tộc lực lượng lớn nhất. Thiên hồng giới bên kia phản loạn đã trấn áp, Vấn đề là ai biết rõ còn có cái nào gia tộc là bị minh tộc khống chế thiên hồng giới lớn nhỏ gia tộc vô số, căn bản thống kê không đến, chẳng lẽ lại thanh đế từng cái đi dò xét, nhìn xem phải chăng bị minh tộc khống chế. Mắt thấy nhân tộc thịnh thế liền muốn đến, chỉ cần cho nhân tộc phát triển 10 năm, thanh đế tự căn bản không e ngại minh đế phải chăng xuất thế. Minh tộc khắp nơi gây sự, để nhân tộc không được an bình, thanh đế chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là giết vào minh giới, huyết tẩy minh giới, để minh tộc không còn dám bốc lên sự cố, Thanh đế cũng không tính đem minh giới đánh xuống, đem sở hữu minh tộc đồ sát, sở dĩ hắn đều không có chuẩn bị mang binh tiến vào minh giới. Hắn chỉ chuẩn bị mang theo mấy cái phong đế cấp, đi vào trắng trợn tàn sát, hủy đi vài tòa minh nguyên. Để minh cổ minh bạch một cái đạo lý, dám khiêu khích thanh đế đế vị, hắn tự dám huyết tinh trả thù. Thanh đế điên cuồng quyết định, dọa sợ bán quái sơn người nho đế cuồng đế viêm đế bọn người, Minh giới kia là kinh khủng bực nào địa phương a à ai dám loạn tiến vào thanh đế tiến vào có lẽ có thể nhẹ nhõm lui ra ngoài, nhưng bọn hắn tiến vào sau có thể cả một đời tự lưu tại kia. Nhưng thanh đế đã hạ quyết tâm, ai cũng không cách nào cải biến. Thiên đình bị hủy diệt, đao gia bị tàn sát, để thanh đế nội tâm nổi giận đạt đến cực điểm. Thanh đế thích nhất mặt mũi, minh cổ đánh hắn như thế hung ác một cái bàn tay, nếu như hắn không đánh trở về, về sau còn thế nào uy hiếp vạn tộc còn thế nào thành tựu thiên cổ nhất đế giống như lần này không trả thù, minh tộc công kích sẽ liên tục không ngừng. Nhân tộc đem không cách nào an thân, đến lúc đó khắp nơi trên đất lang yên, tốt như vậy cục diện sẽ không còn sót lại chút gì, một khi nội bộ loạn cả lên, nhân tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, thanh đế thượng vị thiên đế về sau, nội tâm cũng đối với mình chiến lực cực kỳ tự tin, hắn có nắm chắc coi như minh đế ra minh giới, hắn đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Lần này hắn lại không định công kích minh đế thành, tiến vào tàn sát một phen lập tức rút lui, ai có thể lưu hắn lại. Còn có một nguyên nhân, Minh Đế vạn nhất thật xấu ở nhân tộc nội bộ, như thế thời khắc khẳng định hội hiện thân. Cùng hắn để Minh Đế ở sau lưng bố cục lừa giết, không bằng bước ra hắn đến. Thanh Đế triệu tập chư vị đại lão, để mọi người chủ động mời chiến, kết quả. Căn bản không ai xin chiến, Thanh Đế trong cơn giận giữ trực tiếp điểm tướng, để phong đế ngân đế nho đế cuồng đế hạ vũ xuất chiến, những người còn lại tỏa chấn thiên cô giới, hắn không có ở đây thời điểm, toàn quân nghe lệnh của bán quái sơn người. Thanh đế ngay cả mình đồ đệ đều điểm tướng, những người còn lại không lời nào để nói. Bất quá hạ vũ quang minh pháp tắc đối với minh tộc có tiên thiên khắc chế, có thể nhanh chóng giúp người thanh lý minh khí, mà lại hạ vũ vận dụng tiên linh chi khí chiến lực có thể đạt tới phong đế cấp, cũng coi là một cái rất tốt giúp đỡ. Ngũ đại bí cảnh thanh đế cũng không cần, để toàn quân rút lui trở về thiên cô giới. Bán quái sơn người triệu tập lân hậu cùng đại quân xoay chuyển trời đất hồng giới quét sạch phản đồ, đồng thời để thạch đế viêm đế mang binh đuổi theo giết những cái kia minh vương. Một ngày về sau, thanh đế đạt được bán quái sơn người đưa tin, thế cục hết thảy ổn định về sau, mang theo phong đế ngân đế nho đế cuồng đế hạ vũ dứt khoát đi minh giới, bắt đầu máu tanh trả thù. Tin tức truyền ra, toàn bộ nhân tộc lần nữa sôi trào, nhất là thiên hồng giới dân chúng càng là cuồng nhiệt tới cực điểm. Thanh đế chiến vô bất thắng, lần này chinh chiến minh giới, kia là thay nhân tộc dương oai, giống như có thể triệt để chấn áp hủy diệt minh tộc, nhân tộc đem có thể khai sáng vạn năm thịnh thế. Vô số dân chúng ngày đêm quỳ gối thành trì trên quảng trường, cầu nguyện thanh đế bình an thuận lợi, chờ đợi thanh đế đại thắng mà về tin tức. Còn lại các giới cũng giống như thế, vô số người ngày đêm chờ đợi, chờ đợi thanh đế khải hoàn mà về, đại thắng đặc biệt thắng. Xong, thiên tượng giới phụ cận trong hư không, giang giật lần nữa ẩn núp tiến vào trong đại quân, vừa vặn đạt được thanh đế lao tới minh giới tin tức. Trước đó nội tâm của hắn luôn có không tốt báo hiệu, lần này báo hiệu càng thêm minh xác nội tâm của hắn trong cõi u minh có loại cảm giác lần này thanh đế mạo hiểm tiến vào minh giới rất có thể sẽ xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Giang giật đem tin tức truyền cho Si Hồng, cái sau trầm mặc một hồi truyền âm nói, thanh đế lần này xác thực quá liều lĩnh, lỗ máng, hắn vừa mới đột phá thiên đế chi cảnh, lúc này mới bao lâu minh cổ một mực tránh chiến, đem mấy cái giới diện chắp tay nhường cho, rất có thể liền là để thanh đế nội tâm bành trướng lần này hủy đi thanh đế phong thiên đình đồ sát đao ra người tuyệt đối là vì chọc giận thanh đế kích để hắn giết vào minh giới vậy làm sao bây giờ giang giật nội tâm rất là trầm trọng thanh đế như xảy ra chuyện nhân tộc thế tất đại loạn giống như bán quái sơn người là thật minh đế nhân tộc sẽ bị minh đế khống chế hậu quả này không chịu tưởng tượng a à. không có cách nào si hồng bất đắc dĩ truyền âm nói thực lực của ngươi đi minh giới chỉ có một con đường chết đừng quản nhiều như vậy người vẫn là mau chóng đi tìm thiên địa bản nguyên, tìm tới kim chi nguyên rồi nói sau. Ai, Giang giật khe khẽ thở dài, việc này hắn muốn quản cũng hoàn toàn chính xác không xen vào. Hắn không thể là vì thanh đế đánh tới minh giới, không nói thanh đế là địch nhân của hắn, chính hắn cũng có một nhà lão tiểu, không thể là vì thanh đế đi mạo hiểm. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi cơ hội tiềm hành ra ngoài. Đợi 10 cái canh giờ, hỗn độn thần chu tại một cái tài nguyên bí cảnh bên ngoài ngừng lại, giang giật nhẹ nhõm tiềm hành ra ngoài. Giờ phút này thiên tượng giới phụ cận căn bản không có phong đế cấp, lân hậu truyền thống đi thiên hồng giới truy tra giấu ở đại trong gia tộc gian tế, thạch đế viêm đế thì đi thiên tiên giới bên ngoài truy sát minh vương. Giang giật có si hồng hỗ trợ, mặc dù phía ngoài tuần bên cạnh dùng nhiều gấp mấy lần, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. hao tốn 10 cái canh giờ, Giang giật suốt cuộc tìm được minh địch nói tới bí cảnh, đây là một vùng đất chết còn không có tới gần bí cảnh liền có thể phát hiện bên kia hồng quang mạn thiên, rõ ràng có hỏa chi nguyên. Có hay không kim chi nguyên, Giang giật nội tâm nóng rực lên, tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định không có trinh sát lập tức tiến vào tử địa bên trong. Si hồng thần thức dò xét xuống dưới, kết quả truyền về một cái để hắn vạn phần uể oải tin tức trong này chỉ có hỏa chi nguyên, không có còn lại thiên địa bản nguyên. Giang giật để si hồng lần nữa dò xét một lần, kết quả vẫn là như thế. Giang giật âm thầm nhức cả trứng, sở hữu đã biết bí cảnh đều dò xét, thiên hạ phía dưới hắn đi cái nào tìm kiếm kim chi nguyên. Bí cảnh bên trong cũng không có sinh vật hùng mạnh, chỉ có một ít hỏa hệ hỗn độn thú, giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể đem phía dưới hỏa chi nguyên thu lấy, sau đó trước tiên tiềm hành rời đi. Các loại chờ rời đi bí cảnh vạn lý, giang giật một người đứng thẳng trong hư không vô cùng mờ mịt. Toàn bộ hồng mông thế giới rất lớn, nhưng hắn không có khả năng từng bước từng bước bí cảnh đi dò xét. Chín đại giới diện hắn không có khả năng mạo muội đi vào, đó cùng thanh đế ước hẹn hắn tính trái với điều ước. Hố trời, sang giật nội tâm khẽ động, nhớ tới một chỗ, cửu dương thiên đế nói hố trời phía dưới không chỉ có kim chi nguyên, còn có mộc chi nguyên hỏa chi nguyên thổ chi nguyên thủy chi nguyên. Vấn đề là, kia phiến dưới biển có một cái kinh khủng tồn tại, nhưng so sánh thiên đế chiến lực quái thú. Bất quá, cái kia kinh khủng tồn tại tựa hồ đối với hắn thả ra thiện ý cũng không có đuổi giết hắn, vậy có phải đại biểu hắn có cơ hội lấy được hố trời phía dưới kim chi nguyên đâu? Giang giật rất nhanh hạ quyết tâm, cắn răng thì thào, tìm tiếp đi, giống như thực sự tìm không thấy kim chi nguyên, liền xuống hố trời. chương 2041, mời người tự trọng. Muốn tìm kim chi nguyên, dựa vào giang giật chính mình là tìm không thấy, một người nhân lực dù sao cũng có hạn, như vậy chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Thanh đế vừa vặn đi minh giới, bán quái sơn người không quản được nhiều chuyện như vậy. Giang giật càng nghĩ, quyết định đi tìm Ngụy Thiên Vương, để hắn vận dụng tình báo điều tra nơi đó có thiên địa bản nguyên hắn trong hư không tiềm hành, nhẹ nhóm tìm được một chiếc hỗn độn thần chu, tìm cơ hội bắt được một người quân sĩ. Lần này không có lập tức trà trộn vào trong quân, mà là để si hồng vận dụng mê hồn thuật theo cái này quân sĩ trong đầu siêu tập tình báo. Ngụy Thiên Vương ngay tại thiên tượng giới, si hồng cho một cái để giang giật phi thường phấn chấn tin tức, thiên tượng giới gần nhất bí cảnh bị minh vương tập kích, bán quái sơn người đem cửu dương quân 36 cái thiên vương đô triệu tập tới tỏa chấn. Nếu có minh vương lần nữa tập kích, bằng vào ngụy bình bình bọn hắn ít nhất có thể giữ vững thiên tượng giới giang giật vận dụng linh nguyễn thuật ngụy trang thành cái này quân sĩ đi theo đại quân hành động tại phụ cận trong hư không tuần tra để hắn có chút nhất cả chứng chính là cái này đội quân sĩ một mực tại phụ cận tuần tra giống như không có tiến vào thiên tượng giới dự định tiểu nửa ngày nửa ngày ngay tại giang giật sầu bạch đầu thời điểm phía trước đột nhiên bay tới mười mấy chiếc hỗn độn thần chu giang giật thần thức hướng ra phía ngoài quét qua lập tức tinh thần chấn động bởi vì cái này hỗn độn thần chu phía trên treo một lá cờ, viết thật to vân chữ. Vân ra hỗn độn thần chu không biết vân thiên vương có hay không tại bên trong. Giang giật đôi mắt chuyển động, lập tức truyền âm cho si hồng để hắn cưỡng ép dò xét trước mặt mười mấy chiếc hỗn độn thần chu. Si hồng thần thức quá cường đại, bình thường ngụy đế cấp đều không phát hiện được hắn dò xét. Vân băng ở bên trong, giang giật rất nhanh đến mức đến một cái càng thêm phấn chấn tin tức, hắn vội vàng để si hồng truyền âm cho vân băng, phía trước hỗn độn thần chu rất nhanh hướng bên này chuyển hướng. Một cái dáng vẻ tướng quân cường giả từ tiền phương hỗn độn thần chu bay ra, quát lạnh, dừng lại. Ách, bên này tuần bên cạnh dùng thống lĩnh có chút kinh ngạc, vội vàng đem hỗn độn thần chu ngừng lại, sau đó mang theo tất cả quân sĩ bay ra ngoài khom mình hành lễ nói, phân phủ tướng quân, có gì phân phó. Phân ra tướng quân đằng đằng sát khí nói ra, gần nhất có minh tộc gian tế lăn lộn đến trong quân, sở dĩ toàn bộ quân sĩ đều muốn quét hồn kiểm tra. Các người tất cả mọi người từng cái tiến vào hỗn độn thần chu bên trong, như dám kháng cự, giết chết bất luận tội. Minh tộc gian tế, tuần bên cạnh dùng thống lĩnh sờ lên cái mũi, có chút tối quái tướng quân này chuyện bé xé ra to, bất quá không dám kháng cự tướng quân này mệnh lệnh, hắn hạ lệnh sở hữu quân sĩ từng cái tiến vào hỗn độn thần chu. Phía trước kia chiếc hỗn độn thần chu bên trong, một cái lão giả ngồi ở bên trong, bên cạnh đều là đao giáp trong người quân sĩ, phong vương cấp tự có bốn cái, Tuần bên cạnh dùng thống lĩnh mang theo đại quân từng cái tiến vào, lão giả kia ánh mắt sáng rực, từng cái giỏ xét linh hồn, xác định không có vấn đề thì để bọn hắn ra ngoài. Một cái, mười cái, ba mươi, điều tra ngược lại là rất nhanh, giang giật ở phía sau, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát đến phiên hắn, hắn đi vào lão giả kia trong mắt chợt lóe sáng, ở trên người hắn giò xét một lần, đột nhiên quát khẽ nói, đây là gian tế, cầm xuống. Vù vù, hai cái phong vương cấp lập tức xuất thủ. Tựa như tia chớp lướt đến, phân biệt chế trụ giang giật tả hữu vai trong tay năng lượng lấp lánh thiên lực rót vào giang giật thể nội phòng ấn hắn thần hạch gian tế phía ngoài quân sĩ hai mặt nhìn nhau thật đúng là có minh tộc gian tế ẩn núp vào đây đây là cái gì minh tộc còn tốt bị điều tra ra cầm xuống mang đến trước khoang thuyền chặt chẽ thẩm vấn lão giả quát lớn giang giật bị hai cái phong vương cấp bắt đi còn lại quân sĩ nơm nớp lo sợ đi đến từng cái bị kiểm tra một lần xác định không có bất cứ vấn đề gì tốt tiếp tục chấp hành các ngươi nhiệm vụ vân phủ tướng quân quát khẽ một tiếng lãnh mâu liếc nhìn bàn giao nói phát hiện gian tế sự tình bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài nếu không giết chết bất luận tội rõ tuần bên cạnh dùng thống lĩnh còn tưởng rằng vân phủ sẽ tìm hắn phiền phức giờ phút này chỉ là giữ bí mật lập tức như chút được gánh nặng vội vàng dẫn đội rời đi một đường không ngừng lặp đi lặp lại bàn giao bất kỳ người nào không phải tiết ra ngoài Giang giật bị mang vào trước khoang thuyền bên trong chỉ có một người một cái vóc người nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử mặc hoa lệ chiến bào màu đỏ tư thế hiên ngang đứng tại trước khoang thuyền nhìn thấy giang giật như tù phạm bị áp giải vào đây lập tức phúc thử cười nói tốt tuần bên cạnh dùng đi không cần đóng kịch các ngươi lui ra đi a à, hai vị phong vương cấp cũng không biết sự tình ngọn nguồn chỉ là thu được vân băng mệnh lệnh cầm xuống giang giật thôi hai người trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải ông giang giật thần hạch bị phong ấn huyền hoàng chi lực lại không bị phong ấn hắn vận dụng huyền hoàng chi lực cánh tay uốn éo nhẹ nhóm thoát khỏi hai vị phong vương cấp khống chế. Thật can đảm, hai cái phong vương cấp coi là giang giật muốn bạo khởi giết người, vội vàng xuất thủ muốn bắt lại giang giật. Bất quá giang giật trên thân bạch quang lấp lánh, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ vốn có, cũng không có phản kích tự lãnh mâu nhìn qua hai người. Hai người song trưởng đều muốn bổ chúng giang giật mặt, trưởng phong còn đem giang giật tóc thổi đến lộn xộn không chịu nổi, quét mắt giang giật mặt một chút, lập tức hù dọa vội vàng quỳ xuống nói, không biết là thiếu chủ giá lâm, có nhiều mạo phạt xin thứ tội thiếu chủ giang giật sờ lên cái mũi cửu dương quân cư nhiên như thế trung thành giang giật để bọn hắn làm phản đi theo thanh đế nhìn thấy chính mình vẫn là bản năng quỳ xuống xưng hô thiếu chủ phần này trung tâm để cho người ta cảm động a à. người không biết vô tội đi xuống đi thân phận của ta khác đừng tiết ra ngoài giang giật phất phất tay hai vị phong vương cấp vội vàng lui ra đồng thời mở ra trước khoang thuyền cấm chế vân băng lại nhìn thấy giang giật có chút lúng túng chỉnh lý tóc ăn một chút cười không ngừng trang điểm lộng lẫy, toàn thân loạn chiến. Cười đủ chưa, lại cười đánh cái mông ngươi. Giang giật cảm giác có chút chật vật, trợn mắt nhìn, giả bộ nổi giận. Vân băng nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại cười đến càng phát khoa trương, giang giật giận tím mặt, đưa tay đối vân băng cái mông tự trùng điệp vỗ. Ba, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, giang giật cùng vân băng đều ngơ ngẩn. Hai người liếc nhau, vân băng mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nóng hổi hỏa hồng, giang giật xấu hổ đến không biết làm thế nào mới tốt. Người xấu, vân băng dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác, kiều đồn lại có chút rung động không thôi, giang giật nháy nháy mắt, thế mà ma xui quỷ khiến. Đối vân băng bờ mông lần nữa vỗ một cái, ba, vân băng toàn bộ thân thể đều mềm nhún hai chân mềm nhún kém chút ngồi dưới đất, vân băng quay đầu nhìn qua có chút choáng váng nhìn mình chằm chằm bờ mông giang giật, bỗng cảm giác ngượng ngùng khó nhịn, đưa tay tiểu phản đánh vào giang giật trên thân. Kết quả bởi vì mềm cả người, nội tâm thỏ con đi loạn, cánh tay loạn vung, thế mà cơ duyên xảo hợp đánh vào giang giật dưới hông. Ai nha nha, vân băng nhìn thấy giang giật con mắt đột nhiên đăm đăm, lập tức minh bạch chính mình đánh chúng vào yếu hại, lần này triệt để luống cuống, hai chân mềm nhún, đặt mông ngồi trên mặt đất, cánh tay nàng bản năng muốn tóm lấy giang giật chân, ổn định thân thể. Kết quả, lại bắt lấy một cái vật cứng rắn, xem lớn nhỏ cùng tiêu chuẩn, tựa hồ không giống như là đùi. Vân băng mơ hồ ngẩng đầu mở to hai mắt, lại nhìn thấy Giang giật con mắt càng thẳng, toàn thân cứng ngắc, tựa như thạch hóa. Vân băng thấy rõ ràng chính mình nắm lấy chính là cái gì về sau, trên người mình cũng cứng đờ, trong lúc nhất thời cảm giác có chút mộng, trong gió lộn xộn. Kia cái gì, sau một lát, Giang giật nhìn thấy Vân băng không có buông tay ý tứ, dùng mang theo lấy thanh âm khàn khàn nói ra, Vân tướng quân, mời ngươi tự trọng, mặc dù chúng ta rất quen, nhưng... Nơi này không thể tùy ý bắt a. À. bốn Chương 2042, cầu thả sự tình a à, vân băng tay lập tức thu về triệt để xấu hổ vô cùng hận không thể tiến vào trong khe đá đi giang giật cũng mặt mo đỏ bừng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải càng là không nói lời nào bầu không khí càng là xấu hổ càng là kiểu diễm vân băng đứng lên về sau cũng không dám nhìn giang giật cũng không dám nói chuyện giang giật không biết nói cái gì trước trong khoang thuyền nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao hai người đều đôi mắt lấp lóe không biết như thế nào tự xử vẫn là giang giật ra mặt dày một chút, một lát sau ổn định tâm thần, ho khan vài tiếng, nói ra kia cái gì làm chính sự quan trọng, vân băng chúng ta trước làm chính sự đi. Chính sự, vân băng rõ ràng nghĩ sai, vừa thẹn vừa giật, hung hăng chừng giang giật một chút cáu giận nói, giang giật, ngươi làm ta là người như thế nào ta, ta há có thể cùng ngươi tại như thế địa phương làm kia. Cầu thả sự tình, cầu thả sự tình, giang giật ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ lại ha ha cười nói, vân tiểu thư, Người nghĩ gì thế ta lúc nào nói muốn làm cầu thả sự tình ta là người tùy tiện như vậy sao? Ngươi, vân băng tức giận đến thân thể phát run, nước mắt thoáng cái tục tuôn trào ra, ôm hai đầu gối ngồi dưới đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản. a à, ngươi đừng khóc a à, ta sai rồi, là ta sai rồi còn không được sao? Giang giật sợ nhất nữ nhân khóc, vội vàng đi qua Trần An nói, chỉ là vân băng căn bản không có dừng lại ý tứ, khóc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tựa hồ muốn những năm này thụ ủy khuất toàn bộ chút xuống. Giang giật triệt để không cách nào, chỉ có thể ngồi xổm ở bên người nàng không ngừng lừa đến, đại tiểu thư, là ta sai rồi, người muốn ta thường thế nào tội, người cứ mở miệng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, coi như ngươi để cho ta đi giết thanh đế, con mắt ta đều không nháy mắt thoáng cái. Coi là thật, vân băng nước mắt thoáng cái tiểu thu lại, mở to hai mắt nhìn qua Giang giật nói, coi là thật ta mở cái gì điều kiện, người cũng đáp ứng. Vân băng thật vất vả không khóc, Giang giật thở dài một hơi, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, đáp ứng, đáp ứng cái gì đều đáp ứng tốt Vân băng đứng dậy sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh đôi mắt nhất chuyển nói ra kia trước nói chính sự đi khác đừng a à, Giang giật lắc đầu nói vẫn là trước nói người điều kiện a à, nếu không người muốn một kiện hồng mông linh bảo ta còn chưa nghĩ ra tóm lại người thiếu ta một kiện đồ vật hoặc là một cái yêu cầu Vân băng bĩu môi nói ra ta lúc nào nghĩ kỹ lúc nào tìm người muốn trước nói người chính sự đi tốt a à, Giang giật nhức đầu gãi đầu một cái dừng một chút nói ra, liên hệ ra ra người cùng Ngụy Thiên Vương, để bọn hắn giúp ta điều tra chín đại giới diện, còn có tất cả bí cảnh, tìm kiếm thiên địa bản nguyên, nhất là Kim Chi Nguyên. Đây đối với ta tới nói, phi thường trọng yếu, mà lại phải nhanh. Ừm, nhìn thấy Giang giật trịnh trọng như vậy việc, Vân Băng vội vàng lấy ra đưa tin Ngọc Phù đưa tin cho Vân Thiên Vương, không có qua quá lâu Vân Thiên Vương trả lời tin tức, hắn biểu thị lập tức ra gặp mặt Giang giật. Đã Vân Thiên Vương muốn tới, Giang giật chỉ có thể ở bực này chờ đợi, dù sao tại hỗn độn thần chu bên trong ở cũng an nhàn có vân băng tại cái này không cần lo lắng vấn đề gì vân băng tựa hồ quên đi vừa rồi xấu hổ thân thiết để cho người ta dâng lên trả bánh hiếu kỳ hỏi thăm trong khoảng thời gian này giang giật công kích thiên tề giới thiên tiên giới sự tình vân băng lần này là phụ trách dò xét cùng giám thị thiên tượng giới phụ cận minh tộc gian tế sở dĩ hỗn độn thần chu một mực tại thiên tượng giới ngoại vòng quanh dạng này có thể tìm đến minh tộc gian tế mới là lạ Vân Thiên Vương đoán chừng cũng không có ý định để Vân Băng đi mạo hiểm, hỗn độn thần chu căn bản cũng không có rời đi thiên tượng giới ngoại trăm vạn lý phạm vi. Tầm nửa ngày sau, Vân Thiên Vương cùng Ngụy Thiên Vương cùng nhau mà đến, hai người không có lộ ra, cưỡi một chiếc hỗn độn thần chu lặng yên tới gần, sau đó bí mật tiến vào hỗn độn thần chu. Tham kiến thiếu chủ, hai người đi vào tựu đơn dưới gối quỳ, Giang giật vội vàng dìu dắt đứng lên, có chút áy náy nói ra, để các người cùng cử dương quân chịu ủy khuất. Chúng ta không ủy khuất, Ngụy Thiên Vương lắc đầu nói, thiếu chủ mới là bị đại ủy khuất. Thanh đế thượng vị sau mặc dù không có đánh giết Ngụy Thiên Vương bọn người, nhưng âm thầm xa lánh chèn ép khẳng định là không thiếu được. Giang giật không cần hỏi liền có thể đoán được gần nhất cửu dương quân tình cảnh khẳng định rất xấu hổ cùng chua sót. Giang giật nghĩ nghĩ, ngưng âm thanh nói ra, thanh đế lần này có thể sẽ xảy ra chuyện, các người phải sớm làm chuẩn bị. Cái này, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên, Ngụy Thiên Vương hỏi, thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy thanh đế đã đạt tới thiên đế chiến lực, minh đế còn không có xuất thế, minh giới ai có thể lưu lại hắn. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, Giang giật lắc đầu nói, có lẽ là ta đa nghi đi, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, trong lòng các người có chút chuẩn bị là được. Vạn nhất xảy ra chuyện, cũng có thể trước tiên có phản ứng. Ừm, Ngụy Thiên Vương nhẹ gật đầu, nói ra, cửu dương quân đều tại thiên tượng giới, coi như xảy ra chuyện chúng ta tùy thời có thể ứng đối. Bất quá, thiếu chủ, nếu quả như thật xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui, Giang giật phi thường quả quyết nói ra, giống như các ngươi có thể thuyết phục những người còn lại, toàn bộ đại quân rút lui đi thiên hồng giới, đừng có bất cứ chút do dự nào,